Hay nhô có chị đẹp. Hay nhô có tình yêu, trời ơi buồn quá đáng đông đáng vui thì tự nhiên lại bị đứt dây đàn. Ôi nhìn này buồn luôn các chế ơi. Trời ơi lên combo cho em nè, nhiều má xinh lắm mọi người ơi. Khổ thân em. Rất là nhiều hàng đẹp. Đây này. Thực sự với mọi người luôn ý là cực kỳ nhiều hàng đẹp. Em mà em không hiểu sao luôn ý. Nó lại có thể rất là nhiều váy Quảng Châu đẹp nè, mọi người vào livestream đi. Trời ơi. Váy này đẹp xuất sắc luôn này. Váy Superman à chứ nhầm, Super kiểu nó hàng rất là siêu phẩm. Đây. Hai combo này cho em đây, giá của nó em còn đang bán đây này cho khách này là 100.000 hai cái này. Ai mà nhận được cái váy này cực kỳ thích luôn này. Nó là dáng áo form dáng rộng nhá, hàng Quảng Châu cái chất này mọi người mặc form giấu quần rất đẹp này. Hai cái áo này đều là siêu phẩm luôn này. Trời ơi, cực kỳ xuất sắc luôn. Cái mã này em còn đang bán 100.000 hai cái. Trời ơi, cái áo này em bán này. Trước kia cái váy này em bán rất là đắt. Cái váy này mọi người đã mua ở ngoài thì biết này, váy trễ vai cực kỳ xinh luôn. Vào livestream cho em, vào livestream lại giúp em đi các chế ơi. Trời ơi, em buồn quá. Toàn là siêu phẩm thôi này, các chế vào xem lại livestream cho em đi này. Rất là nhiều mã đẹp này, kể cả cái chân váy nữa này. Cái chân váy này em nói thật mọi người, ai mà mua cái chân váy này thì biết này. Đơn Lê Thùy Dương đeo rồi, các tình yêu vào chia sẻ livestream cho em. Mỗi cái này em bán đồng giá cho mọi người 3 cái. Mỗi cái này em bán cho mọi người là 30.000 một cái thôi. Em bán là rất là lỗ rồi. Như cái chân váy này mọi người nhận này. Chân váy của nó là chân váy hai lớp này, bên trong này chất cực kỳ đẹp, toàn bộ đều là hàng đẹp hết luôn mọi người nhá. Mỗi cái đồng giá cho em 30.000 thôi. Mọi người chọn cái nào thì mọi người chọn, mọi người comment của em là chân váy này trắng và xanh cho em, có nghĩa là comment mã comment cho em 30.000 một cái rất là đẹp, nhanh tay cho em. Em áp dụng các tình yêu đầu livestream thôi. Toàn bộ đều là mã quá xinh quá hot hit luôn. Trời ơi nhanh tay. Ôm hôm này có một cái áo lông thỏ, cái váy lông thỏ em đang định giữ lại mặc này. Cái váy thôi khỏi phải nói. Hello các tình yêu. Hey nhô này, cái váy lông thỏ này, cổ này. Eo cái váy này nó là hàng cao cấp luôn mọi người nhìn, mọi người đã biết nó là hàng cao cấp rồi này. Eo thực sự này, mọi người cổ lông thỏ này. Đẹp lắm luôn ấy. Em nhập toàn bộ đều là hàng cao cấp. Ok chị gấu bông chân váy này. Anh ơi, chị gấu bông chân váy cho em đồng giá 30.000 cho em. Đẹp xuất sắc, nhanh tay giúp em bán lỗ rồi các chế. 30.000 cho em thôi. Ok chị gấu bông chân váy này. Ok chị bằng lăng tím. Ok này, 30.000 cho em nhá, gấu bông cho em này. Ok này, 30.000 cho em này. Ok này, 09 đồng giá hết luôn nhá. Chân váy có rồi, mặc bao thục nữ chuẩn luôn đấy tình yêu. Đây, lên cho em nữa này. Đây mã này nữa này, mã áo này rất đẹp này. Ai mà nhận được cái mã này của em thì biết này, mặc cực kỳ thích, các chị ưu tiên các tình yêu form to nhá. Mã này comment của em này, mã 09 cho em này, 30.000 một cái thôi, em xả cho mọi người hàng này. Cái này là của khách bom này, cái mã này mà không đẹp thì không lấy tiền luôn. Không đẹp không lấy tiền luôn, kiểu nó rất đẹp. Đây, chị gấu bông ơi, cái này đây là váy trắng nhá, dáng váy trắng này, hàng xịn của em luôn này. Em còn đúng hai cái. Trời ơi, xả cho các chế. Từ từ đợi tí đã. Hello các tình yêu đây, comment cho em này 30.000 một cái thôi. Em áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream. Ok chị gấu bông nữa này. Gấu bông này, gấu bông nhà mình à. Ok 09 cho em cái này 30.000 này. Đấy. Còn một mã xanh nó rất đẹp luôn này. Lại 09 nữa à? Ừ 09 tiếp cho em 3 cái này. Ừ ok, mã này đẹp lắm, toàn bộ đều là hàng cao cấp luôn. Cái này cho em này, ừ. Từ mã này cho em này, mã này mặc thì nó là dáng váy form giấu quần cho em. 30.000 cho em rồi, chị 09 hai cái luôn. Là ấy, mã này tiếp cho em này. Comment của em một mã 10 này. Mã này ai mà nhận được hàng của em thì thích này. Đó là form váy dáng rộng mùa đông em bán không bao giờ. Mùa đông chẳng qua là còn 1-2 chiếc em mới xả cho mọi người thôi này. Mã này rất đẹp. 30.000 cho em một cái thôi. Em còn đúng một chiếc em xả cho mọi người. Mã này ai mà mua của em rồi thì biết này. Không bao giờ bán hàng đều luôn các chế. Còn một chiếc cho em thôi, mọi người vào lại với em đi, không khổ thân em. Đưa cho em một cái áo trắng này cái. Đây một áo trắng béo hồng này đây này, tộc này này. Toàn bộ đều là hàng hot luôn. Ok, mã 10 chốt lê thơm cho em này. Ai mua cái đấy của em thì biết này, 30.000 cho em này. Ok các chế đây. Một cái mẫu này nữa, cái áo này cổ thuyền em nói thật mọi người luôn này. Cái áo này em còn sót, hình như là còn sót hai chiếc này. À đâu, cái mã này là một mã khác chứ không phải. Thôi được, mã này bán xả cho em luôn này. Đây, em nói thật mọi người luôn, toàn bộ mã hot hit luôn. Đây, hai cái này xả lên cho em nữa này. Cái kiểu nó khác nhau nhá, thế nên là em ấy này. Đi gian giải sữa xuống trước tôi mà. Ô ai đây, ai đây? Lan Anh Trần. Lan Anh Trần, ok để cho Lan Anh Trần một mã này nha. Lan Anh Trần 85.008 này đây. Chia sẻ nhiệt tình cho em mã này, comment cho em đúng một cái áo cho em nói thật mọi người luôn này. 08 cho em này Lan Anh Trần này. Ok này, 85.000 đây. Một mã này comment cho em, thực sự cái mã này em bán rất hot. Em nói thật mọi người luôn, vì khách bao hàng đây có một bạn rất là hãm. Em bảo là gọi điện không trả lời, eo ơi thề luôn đi mua hàng cực kỳ ức chế này. Cái áo cổ thuyền này em bán cực kỳ hot rồi. Mọi người mua cái áo cổ thuyền, ai mua áo cổ thuyền của em chỉ có mê thôi. Mã này comment cho em. Áp dụng các chế chia sẻ livestream cho em nhá. 28.000 mã này thôi khỏi phải nói các tình yêu ơi. 28.000 cho em này, áo này chất thích lắm luôn mà mặc.
Mã này một mã và em chỉ áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream có đúng một chiếc duy nhất thôi. Em tặng coi như vừa bán vừa tặng bởi mã này, mọi người cho em cái công nói cái chứ mã này em bán là lỗ này. Nhìn cái áo cổ thuyền này, chất len mê luôn, đúng một chiếc này cho em 28.000 để em áp dụng các chế chia sẻ livestream này. Comment của em mã 11 này, mã này cực kỳ sang chảnh, mặc với chân váy thì khỏi nói luôn, ok này. 28.000 cho em này. Trời ơi đẹp xuất sắc ai. Ai ok chốt cho chị Lê Thơm cho em này. 28.000 cho em này. Eo ơi, 28.000 cho em chia sẻ livestream cho em này. Mã này chia sẻ livestream 5 lần cho em nhá, chia sẻ livestream cho em này. Rất là đẹp luôn, 28.000 cho em này. Lê Thơm cho em này. Ok, 11 cho em. Đây. Lên cho em nữa, khoác hồng baby, một chiếc nữa chia sẻ livestream cũng bán giá sập sàn cho các chế luôn này. Rồi, mã này là không đẹp em không lấy tiền các chế luôn. Toàn bộ hàng xinh xuất sắc đây. Một mã len hồng này đây cho mọi người xem này. Trời ơi, cọc này em bán nó phải gọi là xinh xuất sắc luôn. Chia sẻ mạnh tay livestream cho em nhá, để em bán giá này đây một mã này nữa này mọi người. Chia sẻ livestream em bán này. Ôi, em thề mọi người luôn. Cái cardigan hồng này hàng Quảng Châu, em nói thật mọi người, cái cardigan này mọi người mà không mua thì hơi bị phí luôn. Em bán không biết bao nhiêu cái cardigan này mọi người, thực sự nếu như mọi người mà vào shop ấy 400.000 là chuyện bình thường. Nhìn của em cái cardigan xuất hàng này. Nhìn của em này, không là bảo em nói điêu này. Mọi người chia sẻ mạnh tay mã này em bán một cái giá sập sàn cho các chế luôn. Chưa rồi em bán một cái mã này, em chỉ áp dụng các chế chia sẻ livestream cho em thôi. Lượt view và giảm như này là không thể nào mà ấy được luôn này. Chị Phạm Thúy Anh ơi, đơn ship đi rồi tình yêu ơi đây. Nhìn của em này, một cái áo cardigan hàng xuất này. Đẹp xuất sắc, mọi người vào shop cái mã này 400 là chuyện bình thường. Chia sẻ mạnh tay cho em một cái mã này, em bán cho mọi người giá 89.000, không thể nào rẻ hơn. Áo trắng mọi người biết rồi đấy, mở màu hồng này thì quá xinh rồi đây. Mọi người có thể mặc là đóng vào hoặc mở ra tùy mọi người, nhưng em thấy kiểu này mọi người mặc được cả hai luôn. Bên trong mọi người chỉ mặc một cái khoác moto ghi mỏng thôi. Đây, hàng xuất hàng này. Cái mã này phải gọi là siêu phẩm luôn, màu của nó rất đẹp. Mã 12 cho em 89.000 thôi. Đây. Mã này mọi người mua phải 400-500 luôn. Mã này mọi người đóng cúc vào cũng xinh này, bởi vì nó là form dáng khoác này. Eo ơi, siêu phẩm luôn, hàng xuất hàng còn đúng 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc. Còn đúng 4 chiếc thôi là em hết. Mã này không đẹp em không lấy tiền các chế luôn. 89.000 cho em này. Mã này hot girl toàn bán 400, em thề mọi người hàng xuất hàng luôn. Cái len của nó rất đẹp. Mã 12 cho em này, 89.000. Ôi siêu phẩm luôn. Màu hồng này rất đẹp. Em có nhìn thấy comment của các chế. Ôi mã này mọi người mặc này. Ok, 12 chốt cho em này. Xinh dã man luôn, trời ơi 89.000, trời ơi mã này có 89.000 thôi. 12 cho em, 89.000 đúng 4 chiếc, các chị nào nhanh tay không hết sạch luôn. 12 này, chắc chắn mua hàng chốt cho em nha. Ủa, hàng xuất hàng này, đẹp mê ly luôn. 12 chốt cho em này, Lan Anh Trần một cái ai. Ok 12 này, đẹp lắm luôn đi ạ, Lan Anh Trần cho em này. Ok 89.000 này, ok này. 12 chốt Trần Phương cho em đúng 4 chiếc. Mã này đúng 4 chiếc luôn, Trần Phương cho em này. Trần Phương cho em này, 89.000 cho em này. Đây, màu hồng này quá xinh luôn. Màu hồng này còn đúng 2 chiếc, 12 cho em. Em bán quá rẻ luôn, không ai bán rẻ bằng em. 12 cho em này, mã này còn đúng 2 chiếc là hết này. Xinh xuất sắc, trời ơi. Khó khăn gơn toàn bán 4-500 em thề mọi người. Chả nhẽ lại bảo là mọi người ấy đây, mã này mọi người mặc này. Form dáng rộng mà tình yêu. Ok, 12 Phạm Diệu Anh cho em có đơn không ạ? Phạm Diệu Anh cho em này. Nhà em một chiếc là cũng đã đi đơn rồi nha, nhưng mọi người cố gắng hộ em này. Xuất sắc luôn, 12 chốt cho em này. Mười nhà em hai. Ok 12 Thúy Dung em hết này. 89.000 một mã này thôi, hot girl toàn bán 4-500. Áo khoác này siêu phẩm, em thề mọi người không mua hơi tiếc. 12 chốt cho em này, ai đây? Lên cho em một mã này nữa, cái mã này thì thôi phải gọi là siêu xinh. 12 này. Toàn bộ đều là hàng cao cấp của em. Trời ơi. 12 Thúy Dung cho em hết sạch mã này. Ôi mã này đẹp xuất sắc lắm. 12 Thúy Dung này. Mã này thực sự là quá là siêu phẩm. Em nhận cái mã này em nói thật mọi người bán giá quá sắc luôn. Chia sẻ livestream nhiệt tình nữa cho em một cái len lông, một cái len gật. Ôi thề này, mọi người nhìn của em này. Nhìn của em này cũng lại bảo con Quỳnh nó nói điêu này, nhìn của em này. Đẹp xuất sắc chưa, toàn bộ đều là siêu con nhà bà phẩm đấy này, có đúng. Đây, em ơi thề luôn này. Em ơi mã này gọi là siêu phẩm luôn đấy. Đẹp dã man luôn ngang này. Trời ơi. Một cái váy trắng tiếp này, cái váy này mà không đẹp không lấy tiền nó chế luôn này. Thực sự cái mã này phải gọi là quá hot hit luôn đây. Mã váy trắng cho em đây, mã váy trắng cổ cao lên đây cho em. Ôi mã này đẹp xuất sắc. Có đúng cho em 2 chiếc thì tại mã này có 2 chiếc hay sao ấy. 2 chiếc cho em váy trắng này, nhìn của em cái đường lai váy trắng này. Không ai bán cái giá này cho em luôn này. Mã này đẹp quá. Trời ơi, cái giá này còn không hút rồi. Đây đây đây. Mã váy trắng cho em, trời ơi váy trắng này bán bao nhiêu tiền đây. Bởi vì hàng rất là cao cấp luôn. Đây mọi người nhìn của em này. Váy trắng này siêu phẩm luôn, mã này cho em mã bao nhiêu đây ạ? 13 cho em bán cho em luôn này, hai cái này nhanh lên nhanh tay chia sẻ cho em không hết này.
đẹp xuất sắc, cái váy trắng này siêu phẩm luôn này. 13 chốt 13 cho em, trời ơi đẹp lắm. 13 bán cho em là 89.000 thôi. 89 một cái váy trắng, ai mà không nhận được cái váy trắng này thì hơi bị buồn đấy. Có đúng hai chiếc 89.000 cho em này, hàng Quảng Châu cao cấp luôn. Không phải bà cháu nói điêu, nhìn của em này nặng trịch luôn. 13 cho em 89.000 một cái, em nói thật mọi người luôn. Ai? Ok, 13 Phương Phương dồn cho em 13 Phạm Diệu Anh em hết này. Đẹp xuất sắc. Trời ơi, siêu phẩm luôn đó các chế. 13 Phương Phương 13 này. 13 Phương Phương cho em này, Phạm Diệu Anh em hết này. 89.000 này, Phương Phương này. 13 chốt Phạm Diệu Anh cho em này, hết luôn này. Chết rồi, cái túi của nó bị rách rồi, mà túi của nó mà rách rồi thôi. Anh xem có cái túi nào không, không, cái này dày quá, không lấy được đâu. Toàn bộ đều là mẫu 1, rất là đẹp, mọi người chia sẻ mạnh tay cho em chưa? Ôi, toàn áo dày dã man luôn. 13 chốt ai đây? 13 này, Phạm Diệu Anh này, anh đưa cho em mã tiếp đi. 89.000 này. Đây. Mọi người nhìn này. Đây tiếp cho em này. Trời ơi, toàn bộ đều là hàng này, nhìn của em không lại bà em nói điêu này. Váy đẹp chưa? Một cái váy cho em nữa này cũng 89.000 thôi, rất đẹp. Rất rất đẹp. Váy này cho em 89.000, nhanh tay thì còn một chiếc cuối cùng này. 89.000 cho em này, toàn bộ đều là hàng cao cấp, mọi người nhìn của em này. Len rất đẹp luôn, 89.000 cho em váy này em khỏi mặc nhá. Váy này ai mua của em thì quá biết luôn. Toàn bộ len cao cấp, em còn sót mỗi một hai chiếc chứ mọi người ơi, không phải là len vớ vẩn đâu mọi người ạ. Mọi người mà nhìn cái len vớ vẩn thì mọi người biết ngay. Má bao nhiêu đây? 14 cho em này, 89.000 thôi, đưa cọc cho em đây nhá. Đây cọc kia cho em. 14 cho em này, 89.000 này. 14 cho em 89.000 má này. 14 cho em này, 89.000 này. Nhanh tay thì còn ạ. 89.000 cho em này, anh lấy cho em mỗi cái cọc hồng kia, nó có một cái áo này. Hai cái luôn cùng với cái mẫu này. 14 cho em này, còn đúng một chiếc, nhanh tay thì còn 89.000 đây, anh bỏ ra đây cái cọc hồng này. Cái cọc hồng này nữa này. Trời ơi, len mới tình yêu ơi, toàn bộ đây mọi người nhìn của em này. Cái này lại bảo là không phải len mới cho em đây này. Rất là đẹp này. 14 cho em còn cardigan ngắn đấy mọi người, đây cái như cái mã này là váy len cardigan đây. Toàn hàng đẹp đây mọi người nhìn này. Toàn hàng gấp. 14 chốt cho em này, Hoàng Hiền có hàng này. 14 cho em này, Hoàng Hiền này. Hoàng Hiền cho em này. Toàn len cọc, em nhập toàn len cọc các chế. Trời ơi, toàn len cao cấp của em, mọi người hỏi thế có phải buồn em không? Chứ em nói rồi mà. Trời ơi, cái mã này một cái khoác len dáng dài thì rất xinh này. Cái này là hàng cao cấp luôn này, một khoác len dáng dài cho em này, đẹp chưa? 14 cho em này. Chị Trần Phương vừa đấy, mã 14 xinh lắm chị Trần Phương. Bà bầu của tao cũng vừa đấy. Cái khoác len này còn hai khoác len dáng dài nhá, không phải dáng ngắn đâu mọi người. Còn hai khoác len dáng dài cho em này rất xinh này. Cái mã này rất đẹp. Còn 14 Hoàng Hiền đi số cho em này. Cái mã này cho em là còn hai cái áo len dáng dài này, một người mặc rất xinh này. Cái mã này bán trả cho em luôn này. Cái mã này màu hồng phấn cũng cực kỳ đẹp này. Chia sẻ livestream mã này áp dụng có chỉ chia sẻ livestream nha, 59.000 cho em này. Hàng Quảng Châu cao cấp cho em mã này còn 59.000 cho em chỉ áp dụng có chế chia sẻ livestream luôn. Hoa Tao nói gì đấy Hoa Tao? Không chấp nhận được là sao Hoa Tao? À Hoa Tao không chấp nhận cái gì đây, mã này 59.000 cho em này. Hàng Quảng Châu New Tác cho em luôn này. Mã này cực kỳ đẹp luôn. Mã mười mấy nhở? Mã 15 đúng không? 59.000 áp dụng các chế chia sẻ livestream này. 15 Nhi Pinky có hàng này. Nhi Pinky xin số. Có hàng này 59.000 này. Hàng đẹp luôn nhá mọi người. Không phải bảo em nói điêu đây. Nhìn của em này. Hàng này cực kỳ đẹp luôn. 15 cho em nhá. 15 cho em này. 59.000 thôi. Mã này Lan Anh Trần có hàng này. Còn một chiếc cuối cùng này. Mã này em xả cho các chế chia sẻ livestream này. Nhanh tay thì còn này. Hết chậm chân là hết luôn. Đẹp quá. Anh ơi mượn hai cáo. Nhi Piki xin số luôn cho em 15 Ngọc Gấu có hàng này, 59.000 cho em này. 15 Ngọc Gấu cho em có hàng này. 59.000 cho em, ok 15 em hết này. Lên cho em nữa này, mã này em còn sót hai chiếc. Mã này cũng là một cái váy len cho em xả cho được mọi người nhìn này. Toàn bộ đều là hàng cao cấp luôn này. Đẹp xuất sắc luôn này. Váy đẹp lắm mọi người, đây cho mọi người xem này. Không phải bảo em nói điệu cái váy đẹp chứ. Đây nhìn của em này. Váy đẹp cao cấp luôn đây. Hai cái váy trắng nhưng nó hơi khác một tí là nó có hai đường liền. Mã này cũng bán cho em 89.000, váy này ai nhận được cực kỳ phê luôn này. Rất là cao cấp luôn. Hai cái này cho em 89.000 một cái này, còn đúng hai cái sót cho em này. Còn đúng sót hai cái cho em luôn. Mã này bán bao nhiêu đây? Mười mấy hả anh? 16 cho em này, còn sót hai cái này. 16 Nhi Minh Kỳ này. Không phải là dồn sai to mà nhà bạn ý chuyên sai to. Hoa Tao em chưa đọc được comment của mọi người nên là em bị ấy đấy. Hoa Tao bảo là toàn dồn cho bạn ấy sai XL. Hoa Tao á?
Thực ra là em không phải là em không phải là size XL đâu, em nói luôn mọi người nha, đây này, cái mã nào là free size em sẽ nói luôn với mọi người là free size, chứ không bao giờ đây này, kể cả size S đây, cho mọi người xem một cái cọc áo phao của em này, có size đàng hoàng mà mọi người ơi, có phải là ấy đâu, đây có phải là em bán hàng đâu mọi người, có size đàng hoàng 16 phương phương rồi này, có mã nào 16 như Binky có hàng luôn này. Đây là mọi người thông cảm cho em nhá. Để ý hộ em với này, em sẽ nói cho mọi người biết là kể cả size với cả kể cả cân nhá. Ví dụ như này, cái size XL này em sẽ bảo mọi người không phải là, chắc là chị không để ý cân đấy. Không, chị không để ý cân đấy, chứ còn không phải là em ấy đâu. Chứ còn khách nhà em mua thì Nhi Binky dồn luôn này. Đây nhá mọi người, ví dụ như em chốt hàng này, em toàn cư vấn là mã này form rộng nhé mọi người. Mã này form rộng nhé, hoặc là ví dụ như cái áo phao này đây lên luôn áo phao này đây. Áo phao này có form to thì em sẽ bảo mọi người là cái mã này mọi người mặc form này thì đẹp nhé. Đây cho mọi người này, đây cái phao nhà em đây, ví dụ như một cái phao này đây ạ, nó là form size to đấy em, ví dụ như nhá, cái phao mà size S thì em sẽ bảo là dưới 50 cân mặc vừa, còn cái form này em sẽ bảo mọi người luôn này, form này ai mà nhận màu này là màu xanh, màu đen nhưng rất đẹp, nó là đen kiểu như đen chám này, em bán luôn cái phao này cho các chế này, mã 17 cho em này. Ví dụ như cái phao này form to hơn thì mọi người thích mặc rộng thì mọi người mặc form này nhé. Đó em sẽ nói luôn này, cái form này mọi người mặc rộng hoặc mặc như em cũng ok này đấy. Form này mã này như em đăng này rất đẹp luôn này. Đấy. Cái nào cũng size XL chị Hoa tao, thế thì chị không nghe kỹ em cân nặng rồi chị chốt rồi, chứ không phải là em ấy đâu ạ. Mọi người nha, để ý em cân nặng này, không đến lúc mọi người mua hàng mọi người trách em rất là khổ. Cái mã này size là size XL đây mọi người nhìn không ạ? Cái form này là form XL. Cái form này là form XL này, có mác luôn đây mọi người nhá. Nhưng mà nếu như mọi người cầm cái phao này mọi người sẽ thấy nó không rộng này, để cho mọi người có thể mặc áo len ở bên trong. Đó, để cho mọi người có thể mặc áo len ở bên trong, đấy là em nói luôn. Chứ không bao giờ đây này, cái size thì nó ở trên này mà mọi người. Thực ra cái size nó không quan trọng bằng cái cách em ướm vào người, em mặc bao nhiêu và em sẽ nói số cân của mọi người bao nhiêu đúng không ạ? Ví dụ như em đang 55 cân em mặc mã này, em bảo nếu thế đây thì mọi người mặc tầm khoảng 50 55 cân là vừa, bởi vì 50 cân thì các chị mặc áo len to cũng ok. Cái phao này, dáng phao này này, rất là đẹp đấy đúng không? Mọi người nhìn thấy không ạ? Cái size nó ghi trên áo nó không quan trọng, bởi vì ví dụ như nhá, hãng Zara thì cái size này nó sẽ khác. Hãng HM cái size này nó sẽ khác. Mình lấy cái màu hồng. Ừ đấy. Ví dụ như mọi người comment hộ em cân này, em bảo mọi người là từ bao nhiêu cân thì vừa đấy, mọi người để ý nghe kỹ hộ em. Chứ bây giờ ví dụ tùy form mà, đúng rồi chuẩn luôn đấy Nhi Minky. Thế nên mọi người thông cảm đây, mặc mã này đây, em mặc 55 cân là em vừa in này. Đấy mọi người nhìn không ạ, XL nhưng 55 cân là em vừa in này. 55 cân mọi người mặc len vào nữa thì vừa, em mặc mã này tầm khoảng 50 55 cân là vừa thoải mái luôn đúng không ạ? Là 99.000 form này em nói luôn sai. Đấy, mã này mã bao nhiêu đây? Mã này bao nhiêu đây? Chị Hằng Nguyễn ơi, không phải là sợ pass đâu. Nếu áo hồng này có phao em có size S mà chế, chắc hôm nay chế không nghe kỹ thôi. Phao này cho em là giá 99.000, ok chị Hằng Nguyễn. Phao này 99.000 cho em này, còn đúng mấy cái. Đây là form dáng rộng cho các chế thích mặc form dáng rộng và thích mặc áo len dày ở bên trong. Mã này phao là 99.000. Riêng phao này em đảm bảo luôn cho các chế này, 17 chị Như Quỳnh có hàng này. Thế nên là mọi người thông cảm, 17 Như Quỳnh này. 17 Như Quỳnh cho em này. Như Quỳnh ok này. Mã này form dáng rộng đấy em nói luôn cho mọi người nha, 17 cho em 99.000 này, phao này Quảng Châu cho em cực kỳ nhẹ và rất đẹp. 17 chốt Nhi Binky cho em có hàng này. 17 Phạm Diệu Anh có hàng này. Nhi Binky cho em này. 99.000 cho em này, ok này. 17 Phạm Diệu Anh có hàng cho em này, mã rất đẹp luôn này. Đây ví dụ như cái này thì size S này. Đấy, 17 Phạm Diệu Anh có hàng này. Comment kèm cân giúp em đi mọi người, có form nhỏ đấy. Phạm Thị Lụa cho em có form các chị nhỏ đấy. 99.000 cho em này, ok này. Còn đúng hai chiếc form 50-55 cân là vừa nhá. Mã này cực kỳ xinh, ở đây còn một chiếc không, còn màu này màu khác hay sao. Đây rất đẹp này. Phao này là phao dáng này, mọi người nhìn này. 17 chốt cho Lan Anh Trần này. Thế nên là mọi người yên tâm đi, không phải là em bán hàng em dồn size to cho mọi người đâu. Trời ơi, khổ thân em. Đây, nhìn hộ em này, nhìn hộ em này. Bởi vì sao mọi người ơi, bây giờ mỗi mẫu em chỉ có từng này sản phẩm. Em nói thật mọi người, ông mọi người lại bảo là thấy em bán hàng, mọi người lại vào livestream của em inbox thì mọi người không inbox, nhận hàng inbox thì không inbox. Chỗ bán hàng của em thì bắt đầu như thế là không được rồi này kia, thì nó thực sự là rất là khó xử. Không phải là em nói để cho mọi người biết ý, thực sự luôn, mọi người là khách hàng của em tất nhiên em nghe, nhưng nếu như có vấn đề gì mọi người nói với em. Không phải là bởi vì em ế hàng, em dồn size to cho mọi người. Tất cả mọi người nhìn này, tất cả các mẫu lên ở đây đều có tên của mọi người hết ở trên này. Hôm nay tâm sự mỏng một tí đều có tên hết trên trên này. Em dồn em có rảnh hơi đâu mà. Đầy các chị size to, đầy các chị 50, 58 cân, 60 cân nhà em hỏi có size to không. Phạm Diệu Anh, thế Phạm Diệu Anh lấy size đi Phạm Diệu Anh. Thế thì mọi người này, thế thì mọi người lại hỏi em là có size to, size ấy không thì khổ thân em. Đây là size anh hờ. Như Quỳnh này, thế Phạm Diệu Anh còn chưa có, Phạm Diệu Anh size nhá. Mười mấy đây, mười mấy nhở. Phạm Diệu Anh này. Ừ, có size mà. Không, chưa, cái Phạm Diệu Anh còn chưa ghi ấy. 99.000 đấy.
Nên là mọi người thông cảm cho em, chứ còn bây giờ mà vào mà bảo thế thì em, nhà em có phải là thực sự mọi người biết này, phao em không có mà bán. Mỗi livestream chỉ dám lên 5 cái, 10 cái, em nói thật em về 200 cái nhưng mỗi livestream chỉ dám lên một ít thôi. Không có mà bán hàng thực sự luôn, chứ nếu như mà em mà có hàng bán em tội gì em không bán cho mọi người. Đúng không? Livestream thì đông, livestream tối nào cũng không thể nào bán hàng. Đây là em livestream trưa là vắng hàng, vắng khách mọi người còn xem được. Chứ nếu như mà livestream buổi tối thì thực sự mọi người không thể xem được luôn. Không thể mua hàng được bởi vì quá đông đến mức bản thân em không kịp làm gì. Chưa để còn có thời gian nói chuyện mọi người, thế nên là mọi người thông cảm giúp em. Đừng có chọn cho vui, đừng có chọn cho ấy, mọi người nghe kỹ cân nặng. Đừng có chọn cho vui, mọi người cứ nghe kỹ. Chứ còn bây giờ cứ chọn cho cố xong lúc sau về trách móc em thì mệt lắm. Này cái mã này còn một chiếc này, của ai lấy nốt đi này, 89.000 này. Cái form này form dáng rộng này, mọi người nhìn em mặc này. Em giơ lên nói mọi người là form này form dáng rộng nhé mọi người, váy form dáng rộng này. Ừ đấy, thế thôi là thôi. Mọi người thông cảm cho em này, mã này rất đẹp này. Đây mọi người nhìn em mặc này, form dáng rộng, mã này mặc với cả một cái đai nó rất cực kỳ xinh luôn. Đây mặc cho mọi người xem nhá mọi người. Mặc của em cái váy và khoác cái phao cho em, anh lấy cho em một cọc phao đi. Phao màu hồng đi. Lấy cho em một cọc phao màu hồng đi. Váy này chất phê dã man luôn này. Chất này siêu phê luôn, mã này đẹp quá. Mọi người mặc đằng trước cho em nhá, nhìn em mặc bị lộn hay sao ấy. Đây, anh lên phao cho em nhé anh. Đây phao hồng cho em. Phao hồng cho em. Đây. Đây mọi người nhìn này. Đây nhá, form với form dáng rộng luôn này. Kiểu len của nó như vậy chứ có phải là em ấy đâu. Này, nó không có sai đâu này, cổ mọi người mặc như này cũng được nhá. Cái mã này xinh quá. Đây em không thử chứ còn mã này 89.000 hơi bị xinh luôn ấy. Hơi bị xinh luôn, mã này không xinh không lấy tiền các chế luôn. Cổ mọi người để như này cũng xinh này. Mọi người để cổ lên như này cũng đẹp này. Mã này 89.000 cho em còn sót một chiếc len rất đẹp. Lên cho em một ít phao hồng à phao đen đây. Một cọc 5 cái phao đen, 5 cái phao hồng một đi. Chứ còn em không có không bao giờ đây mã này cho mọi người xem. Cái này ví dụ như cái dáng váy mọi người phối với phao rất đẹp nhá. Ôi phao rất đẹp luôn này. Đây cái mã này thì ôi dồi anh ơi chuột này. Sợ chưa? Có chuột đấy. Trên này có chuột đấy. Để ở kho này. Chuột em á, em để ở kho đấy mọi người. Nhìn này em mà không có hàng mà bán. Mỗi cái phải ấy luôn ấy. Cái váy len này đẹp lắm mọi người, mặc với ấy rất đẹp này. Đây ví dụ em mặc cho mọi người xem nhá. Cái váy len này đi đâu, buổi nóng dã man mặc cái len vào xong thì nóng. Mọi người đi đâu mà mọi người mặc cái váy này thì quá xinh luôn đây. Mọi người mặc cho em này. Combo này cực kỳ đẹp luôn này. Đấy mọi người đi đâu mọi người chỉ mặc combo như này thôi là quá xịn rồi, không lại phải nói nhiều đây này. Đẹp xuất sắc chưa? Mã này bao nhiêu? 18 này, đẹp xuất sắc. Đẹp chưa? Đấy mọi người đi đâu mọi người mặc như này thôi. Cực kỳ ấm luôn mà rất là đẹp, rất là sang chảnh nhá. Không còn nói nhiều, mã màu hồng cho em này dưới 55 cân mặc, à dưới 54 cân mặc ok cho em. Em là mặc 55 cân này thì thôi cho mọi người, mã này size S nhưng mọi người tầm khoảng dưới 54 cân, 53 cân mặc đẹp cho em. Em mặc thì vừa đấy mọi người nhưng hơi bị kích một tí thế này, các chị tầm khoảng độ 53 cân mặc ok, em hơi kích mẹ một xíu thôi. Cứ tầm khoảng 53, dưới 53 cân mặc ok này. Ok mã này 19 cho em này. 19, mã này 19 cho em này. Đẹp xuất sắc cho em, thì như em đóng khúc em lại thế nào. Em phải nói rõ là mã nào là mã váy, mã nào là mã phao, không người ta comment. Phao hồng này là 19 cho em nhá, 19 cho em này. Phao hồng này đẹp quá. Phao hồng này là mã 19 cho em này, 99 một mã thôi. Ok Phạm Diệu Anh một cái phao hồng này. Mã phao hồng này không đẹp, không lấy tiền các chế luôn. Ủa mà. Combo này đẹp xuất sắc luôn đấy, mọi người có thể bẻ cổ ra này. Combo này em đã đăng rồi, cái áo phao rất đẹp. Mã phao này là 19 cho em nhá. Em 55 cân này. Đấy, em nói thật mọi người em không mặc thôi chứ em mặc thì xuất sắc luôn, áo phao này đẹp quá này. Ừ, yêu ơi thực sự đấy chị ấy, áo phao này đẹp lắm luôn đấy mọi người ạ. Mặc siêu phẩm luôn này. Đẹp xuất sắc, thực sự cái mã này rất đẹp. Mã này bao nhiêu đây? 18 để cho ấy rồi, 18 để cho ok Nhi Binky 18 19 này. Nhi Binky 18 19 luôn này. 18 là 89.000 còn 19 là 99.000 nhá. 99.000 cho em này. Nhi Binky này ok này, có đúng 5 cái thôi mọi người. 4 cái cho 19 cho em Phạm Diệu Anh một mã này. 19 này. Không cái mã này bạn ấy lấy màu hồng. Phạm Diệu Anh cho em này. 99.000 này. 19 Lan Anh Trần cho em này, mã này đẹp quá. Màu hồng quấn này rất đẹp. Ai nhận cái mã này quá siêu phẩm luôn, Lan Anh Trần cho em này. 99.000 này. Chị Hằng Nguyễn đổi trong tay gì nhỉ? Tay L hay tay M? Đây. Chị Hằng Nguyễn đây, để cho chị Hằng Nguyễn một cái này. Đây size S của chế đây. Đây mã này size S này. Còn một cái size S nữa là hết này. Ừ, con váy len này đẹp quá. Em bán có 89.000 cái váy len ở đây. Đằng sau của nó rất đẹp nhá. Ok, 19 Phạm Thị Lụa thì lấy size L đi Phạm Thị Lụa cho thoải mái. Ok ok, chị Phạm và chị Hằng Nguyễn đây có size S của chế đây. 19 cho em này. 19 cho em này. Phạm Thị Lụa này. À 19 cho em đây là Hằng Nguyễn này. Ờ, 19 Phạm Thị Lụa có hàng. Đẹp quá, trời ơi con này đẹp xuất sắc. Phạm Thị Lụa cho em này. 99.000.
Mã này không đẹp, không lấy tiền 19 em hết rồi. Ok chị Phạm Thị Lụa màu hồng này. Đây mã này xinh chưa? Đeo cái váy mà ai mà nhận được thì rất là thích luôn. Đây đằng sau nó đây. Cực kỳ xuất sắc, cái váy này đẹp quá, 18 em hết rồi. 19 là kéo phao. Ừ, 19 là kéo phao. Mã 18 em hết rồi các chế, 18 em hết rồi. 18 em hết rồi nè. 19 cũng hết rồi, mỗi hôm bán á. Nguyễn Phương Liên ơi, kéo phao hồng á, em xem còn sai của chế. Vừa nãy bà thì không mua đi trời ơi. Cái phao hồng chị Nguyễn Phương Liên ơi, có lấy lại không này? 18 cho em này. Ai nhở? Như Binky chắc chắn mua hàng chốt cho em nhá. Đừng chốt cho vui miệng. Em thật mọi người, đây là buổi trưa em mà thật mọi người, chứ nếu mà tối em mà thật em thề luôn đấy. Tối em lên một lúc một mẫu của em được mấy trăm chiếc một. À tối em livestream được mấy trăm chiếc một, nhưng mà trưa nay mọi người dành cho những các chị buổi tối không xem được. Đây phao hồng còn đúng một chiếc. Cái này size hơi của chị hơi rộng, nếu chị lấy thì chị bảo em phải đổi size cho này. Cái này mặc với len cực kỳ đẹp luôn, đây mặc váy cho mọi người xem nhá. Cái váy này em bán 100 bởi vì cái váy này rất cao cấp này, còn đúng một chiếc cho em thôi. Len lông thỏ này. Đây rất đẹp này. Đây, từ từ đợi em tí em mặc cho mọi người cái phao hồng để mọi người biết là mặc một cái ghi lê phao nó cực kỳ đẹp và cực kỳ tiện như nào. Mọi người chỉ việc mặc một cái váy len, sau đó mọi người mặc cái ghi lê phao ở ngoài vừa đẹp vừa tiện. Mà phải nói là nó rất là ok luôn ấy. Cái váy này thì 100, nếu ai lấy cái váy thì comment váy cho em nhá. 20. Đây mã 20 cho em này. Mã 20 cho em, cái váy này không đẹp không lấy tiền luôn. Mã 20 rất cao cấp luôn. Mọi người mà không giữ là em cũng lấy em mặc luôn, bởi vì cái hàng này hàng cao cấp của em chứ không phỏ ấy đâu ạ. 20 như Quỳnh có hàng này. Đây, mã này đẹp xuất sắc luôn này. Cực kỳ đẹp, mã này siêu phẩm luôn đấy mọi người ạ. Thề mã này không đẹp em không lấy tiền mà. Váy 20 này đẹp lắm luôn. Trời ơi váy 20 xuất sắc luôn đây. Xinh cực kỳ váy này mọi người ạ, rất là đẹp luôn. Ok váy 20 như Quỳnh, váy này đẹp thật, tôi thề. Không phải là mua đây nha, em mặc cái size thì nó sẽ hợp với em hơn. Đây cái này mọi tùy mọi người sắn nhá. Em không biết cái cổ này mọi người sắn như nào, nó sắn hai hay như này. Đấy nói chung cái cổ này sắn rất đẹp, nó kiểu dáng ấy luôn ấy. Cái váy này rất đẹp, màu ngoài nó màu xinh lắm mà nó là lông thỏ nha. Đây cái size pha hồng đấy này, em còn có mấy chiếc ở đây cho mọi người xem. Mặc dù nó kết hợp với cái mặc dù nó kết hợp với cái màu này không hợp lắm, đây cứ mặc đây cho mọi người xem là biết nhá. Mọi người để bỏ ra đẹp mà phao nhà em là phao siêu nhẹ luôn nhá mọi người, không phải là hàng phao nặng trịch đâu. Bây giờ ai nặng mặc phao nặng trịch nữa các chế. Đây này, mặc với cái gì cũng đẹp mà màu hồng quá hot luôn đây mọi người, nhìn thấy không? Mặc với cái cổ cao thì mọi người nhá, ví dụ như mọi người để cổ này cũng được này, đẹp chưa? Rất là hàng xẻng, thề mà cái màu này nó còn phối hợp với cái màu hồng luôn, không đẹp một tí nào đấy. Đây nhìn của em xinh chưa? Thề luôn, đẹp lắm em, thề đẹp thật mà. Nhìn này, mà em bán gọi là giá như tặng với tình yêu luôn, 99.000 luôn. Cái áo này, áo này cho em này, áo này 99.000 cho em thật. Áo này là mã 19 này, áo pha hồng là mã 19 cho em. Hình như anh lấy cho em 5 chiếc đi, 5 chiếc đi. Mã này không đẹp không lấy tiền các chế thật mà. Tối clip nữa nhé. Ừ em còn không nhớ chị Như Quỳnh này, Như Quỳnh nào cơ. Thế hả? Này mọi người nhìn không, combo này rất đẹp này. Combo rất đẹp, còn cái pháo áo size mặc này. Không biết là mọi người comment kèm cân đi. Mã này mọi người comment kèm cân đi, combo cho em này. Mà cái màu này nó còn không hợp nhá. Cái màu này nó còn không hợp đấy. Cái màu này nó còn không hợp đấy, chứ màu này mà nó mà màu đen với màu trắng mọi người mặc vào thì cứ xác định là đẹp xuất sắc, nhìn Hàn Quốc xuất sắc luôn. Thôi mã này để tôi bán đi. Đấy mã 19 này tối em bán tiếp nhá. Em sang mã khác đây. Váy này xinh quá. Còn một chiếc này, Như Quỳnh có hàng. Này đẹp quá. Hết cho em này, ấm mặc và ấm dã man luôn. Đấy mọi người phải biết là chị kéo phao hay size mặc ok, chị thu đỗ. Phao đẹp mà, đây mọi người nhìn hộ em cái chất phao bên trong này. Còn tối em bán ấy, chứ bây giờ không bán. Đẹp chưa? Đẹp xuất sắc chưa? Ngoài màu của nó sẽ đậm hơn nhá. Màu của nó là màu hồng vỏ đỗ, siêu sang chảnh mà mặc mùa đông nó không bị rực quá đâu mọi người ạ. Em bảo rồi mà, ít khi em bán hàng em tư vấn là má nó đẹp lắm, má này em lấy phải đến mấy trăm chiếc, về được 200 chiếc lấy hết sạch. Trời ơi. 19 này, thu đỗ này. Ờ ok chị Lâm Cao. Chị hello chị Trúc Diễm, em còn đúng một chiếc chị Trúc Diễm. Trúc Diễm à, chứ là Nguyễn gì nhở? Nếu chính chị thu đỗ này, thu đỗ cho em này, 99.000 này. Ok chị Nguyễn Phương Liên một cái size S này, Gabi một cái size L này. Nguyễn Phương Liên cho em này, 19 hồng mơ size S đi, 19 hồng mơ này, hồng mơ cho em này, hồng mơ size S đúng không? 99.000 này, size S là dưới 55 cân à, dưới 53 cân, 19 chị Nguyễn Phương Liên, cái phao này nhẹ cực kỳ luôn này, nhẹ lắm luôn ấy, 19 này, Nguyễn Phương Liên cho em này. 99.000 cho em này. Cực kỳ đẹp. Mã này của bạn Như Quỳnh này, mã 20 này. Cái váy len đẹp xuất sắc. Tôi thể bà nhận được cái váy len bà khóc thét luôn. Đẹp lắm. Nhận xong mẹ tự rơi nước mắt. Ok ok. Chị không ok chị Trúc Diễm này, 20 cho em nè. Ok chị Trúc Diễm nha.
20 cho em Như Quỳnh này, toàn khách mua. Em gửi đơn rồi nhá, em gửi đơn rồi 300. Cái máy này đẹp thật. Ok, Hồng Mơ có Hồng Mơ rồi đấy. Đây. Nào thì toàn bộ set cho em này, lên rồi. Ôi. À thì lên len đẹp cho em này. Anh Hồng cộng lên cho em cộng hồng đi đã. Đây nha mọi người, đây này. Cả một set đây nhá, tiếp tục theo đây là em. Mọi người đừng giận em nhá. Bắt đầu em bán là mỗi mẫu 1. Mẫu 1 này, nhưng mà mẫu 1 này cực kỳ xinh luôn, cả set cho em luôn này. Đây, rất đẹp này. Cái set này cho em là một cái áo len này, một cái áo len như thế này và một cái chân váy. Ủa đẹp quá. Cái set này mọi người nhìn của em, cái chân váy này, cái set này em định bán riêng chân váy len riêng này. Cái set này ai mà nhận được thì ưng cực kỳ luôn này. Đây là đằng sau của nó chữ thêu, đằng trước của nó có túi này. Hàng cao cấp luôn, cái set này một set cho em 100 nghìn này. Rất đẹp, cái set này ưu tiên mọi người tầm khoảng từ 50 đến 55 cân mặc đẹp cho em này. 50 55 cân mặc đẹp cho em này. 50 55 cân mặc đẹp cho em, set này rất là cao cấp luôn. Mã này bao nhiêu ấy nhở? Chân váy len đẹp chưa? Eo ơi, ai mà nhận được set này quá ưng đấy. Chẳng nhớ còn bao nhiêu đâu. Cái set này đẹp quá. Bao nhiêu anh nhở? Chân váy nâu này. 21 cho em một set này rất đẹp. 21 cho em set này là bao nhiêu nhở? Set này 100 nghìn. Toàn bộ là set cao cấp luôn này. Việt Anh Nguyễn không thấy quà tặng 21 cho em này. Một ok, chốt chị Phượng Trịnh cho em này. Phượng Trịnh cho em này, set này đẹp lắm. Chân váy len cũng cứ xinh luôn ấy. Ok, 21 Phượng Trịnh cho em này. Đây lên thêm nữa này. Set cho em cái này, không biết là có phải set không, áo khoác này. Phượng Trịnh xin số điện thoại Phượng Trịnh cho em này. Chị Thiện Quyên ơi, có phao chị Thiện Quyên nhá, nhưng mà chị lấy 3 cái chuyển khoản trước cho em. Có len áo len duông, suông rộng không bầu không, chị Ha Vũ không giấu. Đây cái này cũng là set này đẹp. Ui, 21 bao tiền đấy. Cái này không đẹp không lấy tiền các chế luôn. Này. Nhìn cho em một set này cũng 100 nghìn cho em set này luôn này. Cái chân váy rất cao cấp. Cái set này mọi người tầm khoảng độ dưới, tầm khoảng độ 45 cân. 45 cân đến tầm khoảng 46 cân đến tầm 47 cân mặc đẹp cho em. Cái set này rất áo rất đẹp, riêng cái áo của nó đẹp rồi này. Một áo một chân váy than này, cái set này không đẹp không lấy tiền các chế luôn này. 21 đấy, 21 100, 22 cũng 100 luôn, 46 47 cân mặc đẹp cho em này. Còn một set 100 nghìn quá rẻ, 20 mấy nhỉ? Ai? Ai ai? Ok, Phạm Diệu Anh này. Chắc chắn lấy rồi, tới chốt nha. Bà mà chốt mà xả là tôi thua rồi nha. 22 này. 100 nghìn này toàn set cao cấp, tức là cọc thẻ được. Cọc thẻ được chị, cọc thẻ được. Chứ bọn em không bán cho khách lạ mấy giờ đâu, em thề đấy. Được, chị Thiệp Quyên đây. Ủa, set này xinh, cái áo này xinh này. Áo này chị nào nhanh tay được này. Cái áo này nói chung là nó là cái mẫu hot hit từ mấy năm rồi. Nó mẫu năm nào cũng hot hit này. Nhưng nó là màu hồng cánh sen rất đẹp. Bán cho em 75 nghìn 2 cái này. Cái này thì khỏi phải nói luôn. Cái áo này, à 75 nghìn 1 cái cho em này. Còn 2 cái cho em, mã 23 cho em này. Rất đẹp, hàng cao cấp luôn. Em bán chỉ toàn là hàng cao cấp thôi mọi người nha. 23 cho em 75 nghìn này. 75 nghìn cho em này. 23 cho em 75 nghìn này. Đẹp lắm luôn này. 23 cho em 75 nghìn này. Đẹp quá. 23 cho em 75 nghìn này. Còn sót 2 cái cho em. 23 cho em này. 23 cho em 75 nghìn này. Ok, 23 cho em 75 nghìn này. 75 nghìn cho em này. Cái gì? 23, ok chị Nguyễn Hải này. Má này em hot quá nhiều rồi. Còn sót 2 cái bán cho mọi người thôi. 23 cho em này. Ok, Lan Anh Trần có hàng này. Lan Anh Trần nếu mà đi đơn thì cọc tiền ship nhá Lan Anh Trần nhá. Đây tiếp cho em set nữa này. Set này em còn sót 1 set. Còn set cao cấp thôi. Toàn set đây mọi người nhìn đúng em với chân vậy. Ồ, set này đẹp dã man này. Cái set này chân váy dạ cho em này. Ở bên trong của nó có quần nhá. Cái set này chân váy dạ cho em, ưu tiên các tình yêu form to này. Cái set này chân váy này chị nào 58 cân mặc. Ủa, áo len đẹp chưa này. Set này vì nó là form to nên mọi người mua mà tặng mẹ thì rất đẹp này. Em mặc cho mọi người set này, em nó chắc không vừa cái set này đâu. Set này em bán cho mọi người 85 nghìn thôi. Nhưng set này đẹp xuất sắc. Chân váy dạ, ôi nhìn cái áo len này. Siêu phẩm luôn thực sự đấy mọi người. Cái áo len này siêu phẩm luôn này. Cái áo len này siêu phẩm luôn, ai mà nhận cái áo len thì quá là phê luôn. 24 cho em này. Cái set này cho em bán 85 nghìn một set thôi. Áo len rất đẹp. Thực sự mọi người mua không, cái áo len này cũng đẹp này. Len này xuất sắc luôn. Trời ơi, tối mọi người không bao giờ mọi người mua được, em thề đấy. Tối chẳng qua là hôm nay còn mẫu lẻ em bán cho mọi người buổi chiều đấy chứ còn. Đây. Cái này đẹp xuất sắc luôn này. Đây chân váy da lộn nhá. Mã bao nhiêu đấy anh? 24 cho em này, em xem bao nhiêu cân mặc vừa đã. Bên trong có quần này. Ai mà nhận cái set này thì khóc luôn, bởi chân váy rất đẹp này. Hàng xịn luôn. Còn đúng một set. 24 tầm khoảng độ 58 mà 55 cân là mặc ok rồi này. 55 cân là mặc ok rồi này. Nó không bị ngắn quá đâu mọi người nhá. Cái set này nó Bùi Huyền đẹp lắm, chị Bùi Huyền ơi. Kéo áo len này rất đẹp này, 24 chị Bùi Huyền này. Chân váy da lộn, bên trong có quần tình yêu ơi, bên trong có quần nhá. Đây xinh quá này.
Bao tiền nhỉ? 24 Bùi Huyền này đẹp quá. Bao tiền bao tiền? 85 nghìn không? Trời ơi anh ơi, cọc một thế này chết em. Đây cọc mấy này, nó một đống dưới này. Đây anh đưa cho em cọc kia đây. Đây cái cọc mà len kìa. Cọc mà có cái đồ đỏ ấy, 85 nghìn thôi ạ. Xe đẹp lắm. 24 cho em chị Bùi Huyền này. Đẹp quá, xe này chân váy da lộ này. 24 Bùi Huyền cho em này. 24 chị Bùi Huyền cho em này. 85 nghìn. Mọi người chịu khó xem mẫu 1 cho em nhé, bởi vì trưa nay rảnh em mới có thời gian bán, chứ bình thường em không có thời gian bán đâu các chế. Đây này, chiếc này mẫu này mẫu phòng cho các chế thủ đơn này. Áo len mọi người rất thích được. Một mã chia sẻ live stream cho đời, em. Bùi Huyền bỏ đi cho em, bỏ đi cho em. Không chung 24 này. 24 chốt ai đây? 24 phương phương cho em này. Chị Bùi Huyền ơi, từ lần sau không xảo em nhá. Bởi vì là sao em chốt một người lúc sau may, hôm nay hàng ít đấy, chứ bình thường hàng mà em vứt trong đống kia thì không xả luôn đi tình yêu. Nên hộ em nhé, chắc chắn mua hàng chốt cho em nha, đừng chốt cho quên miệng sau lúc sau xả, khổ em lắm đây. Một cái áo khoác cũng rất là xinh này, mà áo khoác này màu cực kỳ đẹp này. Màu này màu tiêu cho em này, mã khoác này có cả mũ này. Khoác này có cả mũ cho em này, màu này rất xinh này. Còn một chiếc này, hai chiếc này, ba chiếc bốn. Mã này có 5 chiếc cho em thôi nên em mới xả cho mọi người này. 5 chiếc, mã này cũng xả giá cực kỳ rẻ luôn, 65.000 cho em này. Màu này rất đẹp này, có cả mũ cho em nhá. Khoác cardigan có cả mũ này. 65.000 cho em mã này. Còn đúng 5 chiếc này. 65.000 cho em mã này cực kỳ đẹp. Mã này mặc rất tây, mã bao nhiêu đây anh? Mã bao nhiêu đây? 25 cho em này. 25 cho em này, 25 cho em này. 65.000 áo này thôi rất đẹp. Đây cho mọi người xem. Nói chung mọi người đừng hỏi em là với hàng cũ nhá, 25 cho em này. Rất đẹp luôn, 25 cho em. 25 cho em này, 65.000 thôi. Ok này, 25 này. Một này xinh cực kỳ luôn này, Phạm Diệu Anh chị Trần Phương có hàng. Phạm Diệu Anh cho em này, 65 nghìn. 25 này, Phạm Diệu Anh này. 65 nghìn này, ok này. 25 chị Trần Phương cho em này. Trần Phương này. 65 nghìn cho em này. 25 chốt tiếp cho em này. Ok, Phạm Diệu Anh 2 cái. Ok, Phạm Diệu Anh 2 cái này, 25 chốt tiếp cho em này. Chị Linh Hồng này. Có mũ đằng sau nhé, màu này mặc rất tây này. 25 của một chiếc nữa này. Ok, chị ấy, đây. Mã này đây mọi người, tình yêu. Đây đằng sau nhá. Mã này mọi người khoác với mã này mọi người khoác với váy rất đẹp. Mọi người khoác với váy rất đẹp luôn. Ừ, có một cái. Lên mẫu 1 cho em đi, đằng nào có thể bán mẫu 1 này. Ok, Nguyên Ngọc cho em này. Đây nha, bắt đầu là lên mẫu 1 cho em mọi người. Chắc mẫu này thì mọi người ấy thôi. Bởi vì mẫu này mỗi mẫu chỉ còn 1 đến 2 chiếc thôi. Thế nên là mọi người nhanh tay nhá, tranh thủ nhanh tay cho em mẫu này. 25 chốt cho ai đấy, Thu Du Si xin số điện thoại, Thu Du Si đi, mã này Nguyên Ngọc đúng không? Đẹp quá. Em rút vào đây thôi, tí nữa sẽ có người gặp lại cho mọi người. Nguyên Ngọc cho em này. Toàn mãi bán rất rẻ, có những cái em còn lỗ luôn đấy mọi người ạ. Đây cái này có một set. Bắt đầu em lên mẫu 1 nha các tình yêu, bắt đầu em lên mẫu 1. Thì là các mẫu 1 này đều là set rất cao cấp và rất đẹp. Đây cho mọi người xem này, ví dụ như một cái chân váy này. Cái chân váy này là hoa thêu, chân váy dạ hoa thêu rất đẹp này. Cái chân váy này size S cho em và một cái áo đen rất đẹp luôn đây. Một mã áo đen, nó là đen dáng mỏng thôi nhưng mặc rất đẹp. Nó là len đen dáng mỏng giấy và nó có nhũ nhẹ. Nó là len giấy dáng mỏng nhưng mặc cùng với cái set này rất đẹp. Cái set này mọi người bán cho em là 85.000 một set, nhưng em đảm bảo luôn là cực kỳ cao cấp. Đấy. Trời ơi, mẫu 1 thì gần như là toàn là mẫu đẹp thôi. Toàn là mẫu em nhặt bên kia về. Toàn là mẫu đây, nó là phong giấy dáng mỏng nhá mọi người nhá. Nó là dáng phong giấy, áo phong giấy cả một set này cho em này. Kèm với chân váy rất đẹp, nó là phông giấy dáng mỏng mọi người nhá, nó là phông giấy ạ. Nói luôn là phông giấy không về, mọi người thắc mắc là tại sao nó mỏng thế thì em chịu nhá. Mặc bên trong áo len cho em này, áo này size S này các chị chỉ tầm khoảng độ. Mã này mọi người tầm khoảng độ 45 46 cân mặc đẹp cho em này, cực kỳ xuất sắc. Mã bao nhiêu đây anh? 26 cho em này. Một set này 85.000 này, chân váy dạ nhá, dạ đính này. 26 này, cực kỳ đẹp luôn, 85.000 thôi. 26 cho em, mã này size S tình yêu nhá, size S cho em. Một set là bao nhiêu nhỉ? 85.000 cho em. 26, 25 em hết rồi, 25 mọi người không em nhiều thế. 26 cho em size S này. Thực ra em lấy mẫu 1 thôi, thế nên là vắng em clip mẫu 1 được. Buổi chiều thì vắng em clip mẫu 1 được, mọi người cũng chẳng chia sẻ đâu. Bởi vì vắng, em cũng không muốn đông để cho mọi người clip ý. Clip mẫu 1 cho nhanh, 26 cho em này. 85.000 một set này. Một cái chân váy dạ này. 26, không 26 là cả set tình yêu ơi. 26 là cả set tình yêu ơi. 26 là cả set tình yêu. 26 là cả set nha chế, chứ không phải là riêng chân váy đâu.
Phạm Loan ơi, có nhìn thấy Phạm Loan nhá. Có nhìn thấy Phạm Loan nhá, có nhìn thấy Phạm Loan mà. Có nhìn thấy Phạm Loan này, tiếp theo cái mã này là có đai này, rất đẹp này. 26 mọi người spam nhiều quá, em không nhìn thấy comment luôn ấy. Chị Hồng Lê ơi, em có nhìn thấy chị Hồng Lê mà, chị Hồng Lê này. 25 bây giờ vẫn comment 25, trời ơi. Còn một mã áo khoác này rất đẹp này, mã áo khoác này còn sót một chiếc duy nhất cho em này. Áo khoác này sang chảnh dã man luôn ấy. Đây, nó có cả cái đai ở đây cho mọi người này. Chắc là mã này đây mọi người nhìn em có cúc này. Rất đẹp, mã này còn sót một chiếc cho em này. Mã này cực kỳ sang chảnh, cái áo khoác có đai cho em nhá. Mã này mặc rất đẹp. 25 em hết rồi chị Hòa, Hoa Hoàng ơi. 25 em hết tiêu rồi, hết sạch luôn này, 27 à? 27, ok này, 27 một mã cho em 89.000 này, áo khoác này siêu phẩm luôn. 89.000 cho em một siêu phẩm này. 27 chốt cho em, anh chốt cho em đi. 27 89.000 cho em này. 27 chốt cho em này. Hồng Lê gửi hàng rồi ạ, 27 89.000 cho em này. Mã bao nhiêu đây anh chốt cho ai đây? 27 chốt cho em đi. Ai? Lan Anh Trần cho em này, đẹp quá. Mã này nó là khoác đẹp dã man luôn. Mẫu 1 này. Mẫu 1 thì em cũng có thể bán thôi, chứ làm sao bây giờ. 28 cho em này. Một cái mã len nâu cardigan này, rất đẹp, cái màu này giống màu kem ấy mọi người, cực kỳ xinh luôn này. Khoác nâu cho em, mã này bán cho em là 80.000 này. 80.000 cho em này, mã bao nhiêu đây? 28 cho em 80.000 này. Áo khoác này khỏi phải nói nhá, chất đẹp luôn này, hàng xịn cho em luôn này. 28 cho em cực kỳ siêu phẩm luôn. 28 cho em này, bao nhiêu 80.000 đấy? 80.000 cho em này. 28 80.000 cho em này. Ôi, phải lọc lại đây. 80.000 cho em này. 28 80.000 cho em này, không lọc lại bây giờ bán khó lắm luôn ý. Mẫu 1 vào buổi tối mà lên mẫu 1 như này. 28 cho em này. 80.000 cho em này. 28 chốt cho em nữa anh ơi. 28 chốt cho em đi. Su sushi có hàng này. Su sushi có hàng này. 29 một set tiếp cho em này. Cái set này rất cao cấp, có cả thắt lưng tặng cho mọi người này. Thắt lưng của nó rất đẹp này. Để như thế này cũng không sao này. Ồ, set này đẹp quá, set này cực kỳ xuất sắc luôn. Với quần dạ cho em này. Quần dạ cho em này, một cái quần dạ tặng thắt lưng một cái áo đỏ này. Áo đỏ thì là áo đỏ mông tung ghi mọi người nhá, chất mịn luôn mọi người nhá. Cái set này em đã đăng lên trên Facebook rồi một lần rồi đấy. 100.000 cho em một cái set này, quần dạ cho em size L mọi người, tầm khoảng 50-52 cân mặc ok cho em set này. 50-52 cân cho em này, set này mã bao nhiêu đây? Cực kỳ đẹp này, tặng kèm thắt lưng cho mọi người, thắt lưng xuất sắc luôn đấy. Ồ, cái set quần dạ này siêu phẩm luôn, quần dạ rất đẹp, mềm mà đẹp. 29 cho em 100.000 này, 50-52 cân mặc ok cho em nhá. 50-52 cân nghe kỹ cân hộ em nhá, có chế không lúc sau mọi người bảo em nhét cho mọi người toàn size L em chịu đấy. 29 cho em này, 100.000 một set này rất đẹp. 29 cho em này, 100.000 một set cho em này. 29 cho em này, cái set này siêu phẩm luôn. Riêng quần dạ mọi người mua ở ngoài đã phải tầm khoảng độ bao nhiêu tiền rồi. Trời ơi, rất là xuất sắc luôn set này. 29 cho em này, ok chị Quỳnh Nguyễn có hàng này. Quỳnh Nguyễn có hàng cho em, xin số điện thoại chị Quỳnh Nguyễn cho em này. Chị Quỳnh Nguyễn xin số điện thoại này, mã 30 cho em này. Một cái set chân váy dạ này. Cũng là một cái quần dạ này, một cái thắt lưng này. Và một cái áo, nhưng mà cái áo này là màu xanh cho em nhá. Ủa áo này đẹp quá. 30 cho em này, cái mã này size M. Size M này thì mọi người đây, cái áo này rất đẹp này. Hai áo đều đẹp hết này. Mã này vì nó là cái áo màu xanh, cái mã này em đã đăng lên rồi này. Rất đẹp, riêng cái quần dạ mọi người mua áo len này chất rất đẹp. Mới quần dạ cho em này, quần dạ thì đẹp thôi rồi luôn, nhìn của em cái chất này. Chất quần dạ rất mềm mọi người nhá, cực kỳ đẹp luôn. Cái set này cho em cũng, set này em sẽ giảm cho mọi người thêm 10.000 nữa, set này là 90.000 một set này. Thắt lưng của nó rất đẹp, thắt lưng bình thường mọi người nếu như mọi người không dùng cái quần này, mọi người dùng cái khác cũng được này. Set này size M cho em tầm khoảng độ 48 cân, 49 cân mặc ok cho em set này. 100.000 luôn này, 30 đúng không anh? 30 90.000 thôi này, ok Lan Anh Trần này. 30 90.000 cho em này, Lan Anh Trần này. Anh lấy từ mới cho em chứ không phải từ mới đâu. 30 90.000 cho em này, Lan Anh Trần này, rất đẹp. Cả một cái set được tặng cả một thắt lưng nữa, có 90.000 thôi, trời ơi. 30 cho em này, Lan Anh Trần này. 90.000 cho em này, đây. Toàn bộ mọi người biết rồi đấy, nhìn cái quần dạ là mọi người biết rồi, toàn bộ đều là hàng chất rất đẹp và hàng cao cấp hết. Đây nhá, tiếp theo cho em một mã nữa này. Mã này hình như cũng là của mã đẹp lắm. Mã này gọi là siêu phẩm luôn, các tình yêu nhanh tay thì còn này. Một cái váy len cho em, mã này 89.000 cho em này. Đây rất đẹp luôn, cái váy len này tailor hàng cao cấp luôn này, chất len hộ em này. Chất len cao cấp luôn này, cái chị nào nhanh tay được. Mã này dáng form dáng rộng nhá các tình yêu. Riêng váy len nhà em form dáng rộng, mã này tầm khoảng dưới 60 cân mặc ok rồi, mã này đẹp lắm luôn. Ai nhanh tay thì còn 89.000, mã này em đảm bảo mặc với mọi người là hết sạch luôn, không còn nữa. Đưa cho em một cọc. Đây này rất đẹp này, đây em mặc cho mọi người xem này. Mã này mặc gọi là siêu phẩm luôn đấy mọi người. Còn một cái thôi, mã 31 cho em này. 31 nhanh tay thì còn này. 31 nhanh tay thì còn này. 31 xuất sắc luôn.
31 cao cấp lắm luôn đấy mọi người ạ. Nhìn của em cái chất len này siêu phẩm luôn. 31 này. Ủa cái này đẹp xuất sắc. Thúy Hồng còn đơn mà, còn đơn áo phao hôm qua chốt thêm nữa mà Thúy Hồng. Xinh xuất sắc luôn, mã này ai nhanh tay thì đẹp này. Ôi. Thề, mã này gọi là siêu phẩm luôn đấy. 89.000 cho em này. Đẹp quá. Đây nhá. Sorry tình yêu nhá, đây mọi người mặc cho em một cái phao này. Mã này đấy mọi người này. Melanie Leo 3 giờ lấy đồ chắc được đấy Melanie lên. 89.000 này, 31 này. Đây. Đẹp xuất sắc luôn, thề mẹ áo này. Mọi người mặc kèm cho em này, đấy. Ai? 31 này, Hà Vũ cho em này. Đây ví dụ nhá mọi người nhìn này. Mọi người mặc cho em kèm cái áo phao cũng đẹp. Mã phao này cho em, phao đen cho em này. Mã này các tình yêu dưới 55 cân mặc cho em nhá. Em 55 cân là mặc vừa jean luôn, nhưng các chế cứ từ dưới 55 cân mặc cho em này. 31, 89.000. Ừ. Mã 32 cho em thì 99.000 một cái phao này, mọi người mặc phao rất đẹp, em thề mọi người luôn. Ok, 31 Hà Vũ này, có hàng này. 32 cho em này. Mã này không đẹp, không lấy tiền, dưới 55 cân. Còn các chị nhỏ nhỏ xinh xinh mặc vẫn ok, tùy mọi người thích form nhá. Đây. Cái này của nó cực kỳ đẹp này, áo của nó là bộc nơ hai bên nhá. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn. Đây mọi người nhìn cho em này. Một cái set này rất đẹp, mã áo phao như em đang mặc là 32.000 còn 5 cái này. Mọi người bộc nơ cho em nhá. Mã này là nơ buộc nha. Xinh xuất sắc luôn. Phao này rất đẹp này. Chất phao này em nói thật mọi người là không đẹp, em không lấy tiền các chế luôn. Mã 32 cho em, mã 32 cho em này. Phao này là dáng dây buộc nha, đẹp lắm luôn. Trời ơi, 32 cho em phao 99.000 này. Còn có mấy chiếc thôi, phao cũng gần hết rồi, cũng chẳng còn đâu. 32 cho em. Mã 32 cho em 99.000, 32 cho em này. 32 cho em phao này. Ai? Đẹp xuất sắc, phao rất đẹp luôn mọi người ạ, mặc cho em này. Sợ dưới 55 cân là ok, tay mở mà. 32 cho em này. Quỳnh Nguyễn này. Ok này. 99.000 này ok này. 32 hương khoai cho em này, nhanh tay thì còn. Đẹp lắm luôn, mã 32 là phao nhá. 32 cho em hương khoai này. 32 hương khoai cho em này. 32 này, hương khoai này. Anh chốt hương khoai với ai nhỉ? Hương khoai ok này. Ừ, 32 còn một chiếc nữa, chả nhẽ em giữ lại mặc mãi đẹp quá. Ừ đúng rồi, di lê tình yêu ơi. Mã này còn sót một chiếc cho em này. Đẹp quá. Ba mươi hai cho em 99.000 một cái phao này, em cũng đi đơn nghe. 60 cân chưa có đâu tình yêu ơi. Ai? Ai chốt cho ai? Thiện Quyên à? Ok. Ba chiếc này luôn á. 32 này, 32 này chị Thiện Quyên có hàng này. Thiện Quyên có hàng này. 99 cái phao này quá rẻ luôn này. Mã này là của ai đây anh? À váy này của ai đây? Váy cái Hà Vũ này. Hà Vũ có số điện thoại chưa? Chắc chắn mua thì đã lấy nhá. Bởi cái váy này rất đẹp, cái váy này bao nhiêu người mua cũng được ý. Trời ơi, cực kỳ siêu phẩm luôn các chế. Mã này là 331 của ai đây? 331 của ai? Hà Vũ. 89.000. Thiện Quyên đi số điện thoại cho em này. Đây mã 34 cho em nhá. Mã 34 cho em một cái len. Ủa cái len này đẹp quá. Em thề mọi người luôn, một chiếc cho em một cái váy len cũng rất là xinh này. Cái váy len này rất đẹp này. Màu xanh ai cũng nhận cái váy len của em thì ưng luôn. Dưới của nó là hình quả mông quả táo, thế nên là dáng nó rất đẹp. 34 cho em này. 34 trước cái áo len này em bán 100.000 đấy. Cái váy len này cho em 100.000 là len vạn thử luôn này. Len đẹp luôn đấy mọi người ạ, chứ không phải len vớ vẩn, len nhão, len kia các thứ đâu. Mã này màu rất là xinh này, 34 cho em này. Bán cho em là 90.000 thôi này. 34 cho em 90.000 này, ok. 34 ok, phượng ớt một cái 32 này. Một cái file cũng gửi nhá. Ok này, mã 34 cho em này, 90.000 này. Cái váy này thì khỏi nói luôn. Váy này em không bán hàng vớ vẩn đâu mọi người ạ. 34 Hà Vũ rồi này. Ừ, đẹp quá luôn này. 34 Hà Vũ rồi này. Hà Vũ cho em này, 90.000 hết cho em cái này. Đây. Đây nữa này, một cái phao, một cái len nữa này, toàn bộ len rất đẹp này. Đây. Đây là một cho em, ủa áo này đẹp xuất sắc luôn. Áo này em đã bán hôm qua này, còn sót một chiếc duy nhất thôi. Áo này mặc với chân váy thì siêu phẩm luôn này. Nhìn của em này. Áo này bán cho em 90.000 còn đúng sót một cái, nhanh tay thì còn. Một cái màu này cực kỳ tây luôn. Mà cái mã này nhân viên nhà em lấy toàn lấy thôi, bởi vì mã này màu rất tây. 35 cho em này, 90.000 này. Áo này đẹp quá. 35 cho em này, 90.000 này. Còn sót một chiếc duy nhất cho em. 35 cho em 90.000 này. 35 cực kỳ đẹp, màu này em không mặc nữa, mặc là biết là hết luôn này. Lên cho em một cái này, mã này xinh chưa này.
Quần dạ này có một cái quả bông mà mình có thể tháo ra được nhá, tùy mọi người này. Quần dạ đẹp quá luôn. Quần dạ rất siêu phẩm luôn này, một set quần dạ với áo này. Mà 35 cho em nhá, 35 cho em này. 35 cho em là 90 nghìn này. Ai? Thiện Khuyên có hàng này, đẹp quá. Áo này cực kỳ đẹp luôn. Áo này em bảo áo nó đẹp là đẹp, một set cho em này. Cái set này cho em rất đẹp. Đây cái set này không biết là có size của em không này. Một cái áo đỏ mông Togi này cực kỳ đẹp này. Không hết sạch. Má này sai, ôi. Má này rất siêu phẩm luôn, má này không đẹp không lấy tiền ức chế quả bông này, mọi người có thể tháo ra để mọi người ấy vào, mọi người có thể tháo ra để mọi người ấy vào ấy nhá, ấy vào chìa khóa đẹp này. Chả nhẽ thôi em tháo ra đây em xin mọi người quả bông này nhá. Mọi người cho em quả bông này không? Đùa đấy, cái quả bông này mọi người để vào chìa khóa xe rất đẹp này. Mọi người để vào quần dạng rất đẹp. Cái này size M cho em tầm khoảng 48 cân, ok mặc set này cho em này. 36 cho em set quần dạng này. Ok ngọc gấu cho em này, size M này, hết cho em này. Ngọc gấu này để cho ngọc gấu quả bông này rất xinh nhá. Má này để cho em 100 nghìn một set, vừa giống như ở đây 36 cho em này. Ngọc gấu bao nhiêu tiền đấy Ngọc gấu ơi? 54 nghìn. Không vừa, 36 không phải vừa đâu, 36 size M tình yêu ơi. Nghe kỹ cân cho em đấy, không mọi người bảo em là tại sao em lại hay bị dở ơi. Trời ơi mọi người nghe kỹ cân cho em chớ. Ngọc gấu không vừa đâu tình yêu ơi. Ngọc gấu không vừa, ngọc gấu không vừa, 36 cho em. Size M tình yêu ơi, size M 48 cân mặc đẹp. 48 cân mặc đẹp, size M 36 này. 47, 48 cân mặc ok. 36 chốt cho em này, Phạm Thị Lụa có vừa không? Comment kèm cân giúp em, bởi vì áo rất đẹp, được tặng kèm quả bông nữa. 100 nghìn một set, đây, toàn hàng cao cấp cho mọi người ạ. Rất xinh luôn, 36 này, 36 size M cho em này. Ai 36 ai đây? QQ bé nhá. QQ bé này. 100 nghìn một set này rất xinh luôn, cái set quần dạ. Quần dạ hiếm khi em có lắm, quần dạ em bán tách riêng ra cũng được giá rồi ấy, mọi người. Đây này, ôi cái len này chả nhẽ em phải giữ lại mặc màu rất đẹp này. Len này rất đẹp luôn, 90 nghìn cho em một cái đây. Len này mọi người ra ngoài shop mọi người mua thì biết này, len nó hơi chất lông thỏ một tí, nó là dáng váy áo dấu quần form rộng nhá. 30 ôi đẹp quá, cái chất đẹp đéo chịu được. Mọi người mua mã này ở ngoài shop phải tầm khoảng 250 cho em. Cái mã này em còn sót đúng một chiếc này. Em nói rồi mọi người ơi, yên tâm hộ em. Em bảo nó là hàng cao cấp ạ. Chứ còn thực ra cái mối len kiện bây giờ chẳng ai dại gì mà bán len kiện về bán lại giá cao như này cả. Nhập hàng đắt thì bảo là hàng đắt, hàng rẻ thì bảo là hàng rẻ. Nhìn hộ em cái form áo là mọi người biết này, cực kỳ xuất sắc luôn. Cái này thì khỏi phải nói luôn này. Xinh chưa, ba mấy đây? Mịn cực kỳ luôn, ba mấy? 37 cho em chị Linh Hồng. Cái áo này đẹp thực sự luôn. Chị mua nhà em mấy triệu rồi chị biết. 90.000 thôi. Má này để chế 90.000. Đẹp lắm luôn. Má bao nhiêu đây? 37-90.000 cho em này. 37 cho em này, 90.000. Má này còn một cái thôi. Còn sót mẫu 1 mà. Đây lên hết mẫu 1 này. Tối lên mẫu ấy. Đây còn sót như sao? Từ lần xem quá sau này mà em để lên một cái thôi. Ok có đấy, nhưng mà từ tí nữa em lấy cho đây. Cái mã này thì không hót, không lấy tiền các chế luôn này. Màu xanh than giống như cái áo vừa nãy này. Ủa đẹp quá. Hôm nay toàn bộ đều là áo rất đẹp, hàng rất hot luôn này. Toàn bộ cái áo rất đẹp, hàng rất hot. Cái màu này rất đẹp, mọi người mặc lên sẽ thấy rất là nhẹ da luôn ấy. Mặc lên cực kỳ nhẹ, nhìn cái đường line của nó mọi người biết là hàng xịn rồi. Cái này còn sót hai cái cho em này. Bán giá cực kỳ rẻ cho em luôn, mã này bán 75.000 cho em này. 75.000 cho em này. Màu xanh than, mọi người mặc với chân váy rất đẹp. Đây là cái kiểu của nó như vậy nha mọi người, nhìn đúng không ạ? Kiểu nó như vậy nhá, không mọi người về hỏi tại sao áo này thì em chịu bao nhiêu đây? 38 cho em này. 38 cho em này, rất đẹp này. 38 cho em này. 75.000 à, 38 cho em, 38 mã này 38 nhá. 38 cho em này, 75.000 cho em này. Ôi cái này 38 cho em 75.000 này. 38 cho em này. 38 cho em 75.000 này, đưa cho cọc lẻ đi anh. 38 cho em này, ok chị Hương Trần có hàng này. Phương Trần cho em này, 75.000 cho em này. 38 cho em, chị Hương có hàng này. 75.000 cho em này, đưa cho em mẫu lẻ để em bán này. Toàn bộ anh đưa cho em cái Givenchy kìa, toàn bộ đều là hàng cao cấp. Em đang đắt chế Quý Hồng với cả Linh Hồng. Hương Trần á. Quý Hồng với Hương Trần. Quý Hồng à. Quý Hồng cho em 75.000 cho em này, rất đẹp luôn. Không chị ơi, lá nào, trời ơi, Linh Hồng này rõ ràng. À để cho Linh Hồng, nhầm Linh Hồng, Linh Hồng. Cho Linh Hồng. Linh Hồng, Linh Hồng. Ok này, hết cho em mã này này. Lên trên cọc lẻ đi anh. Thực ra cái áo này rất đẹp nhưng em giữ lại mặc đấy, em chả bán đâu. Toàn bộ đều là hàng keo cướp của em thề mọi người đấy. Không thích thì em đừng chốt nha. Đừng có chốt xong rồi xả nha. Ok này, mã này đẹp không? Cánh rơi. Mã
Anh này không biết là em mặc có bị dừ không nhở? Con này đẹp lắm luôn đấy mọi người. Đi bên chi chủng của em đâu? Em cảm ơn chị Linh Hồng này. Má này rất xinh luôn mọi người này. Má này mặc cực kỳ đẹp luôn này. Em cảm ơn chị Linh Hồng nha. Đây. Má này mọi người mặc với là quần dạ bên trong rất đẹp. Đây. Tôi nói bán hàng đi khoe làm gì? Má này mọi người lấy không? Em để cho mọi người 100.000 này. Để cho mọi người 100.000, cái má này rất xinh luôn này. Nhanh tay cho em không giữ lại nữa, má này không giữ lại nữa. Bán đi, má này bao nhiêu đây ạ? Đẹp thế này mà. Đẹp thế này mà bán á. Thôi má này bán không nhỉ? Để cho chị Quỳnh Nguyễn đi. Khách tôi rất lâu rồi. Đây toàn bộ combo đẹp, mẫu 1 đều rất đẹp. 39 Quỳnh Nguyễn là 100.000. Má này em tiếc con nhiều để nhà em nhiều quần áo lắm. Quỳnh Nguyễn này cho em này, 100.000 cho em. Hết rồi. Lên tiếp xem các mẫu này đều là mẫu đẹp nhá. Đây cái này còn hai cái này. Đây cái này là hai cái. Cái mẫu của nó. Một cái cho ngọc gấu đây. Một cái cho ngọc gấu này đẹp quá. Ngọc gấu thêm này. Ngọc gấu thêm này. Ủa. Anh thử đút cái đấy đi, nó bị ấy đấy. Thử xem có biết đút hay không. 39 cho em này. Ngọc gấu này, đẹp quá. Áo này đẹp lắm. 100.000 hàng cao cấp luôn. Nào thì set tiếp cho em là các chế chiếc set này. Nào lên set cho em này, set này cao cấp thực sự luôn đấy mọi người ạ. Nhìn cái áo của nó rất đẹp này. Trời ơi, hàng đẹp lắm, set 100 cho em. Set này thì em khỏi nói luôn này. Chân váy dạ cho em nhá, chân váy cao cấp luôn đấy. Size M cho em 48 cân ok nhá. 48, 49 cân ok cho em này. Set xanh cho em cực kỳ siêu phẩm luôn. Cổ của nó bệt nhá mọi người, cổ thuyền này. Rất đẹp, màu cực kỳ xinh luôn. Mã bao nhiêu đây? Má bao nhiêu đây? 40 cho em này, 40 cho em 100.000 một set này, khỏi nói nhiều, má 40 đẹp lắm. 40 cho em là 100.000 một set này, rất xinh luôn ạ. Má 40 cho em 100.000 một set này. Trời ơi, khổ thân tôi. Má 40 cho em này, 40 cho em này, ok, Lan Anh Trần có hàng. Đừng xả của em cái nào nhá. Chắc chắn mua hàng chốt cho em, đừng xả của em, rất tội nghiệp em luôn nhá. Má này đều mọi người biết là một mẫu rất là nhiều người lấy nên đừng xả của em, rất là tội nghiệp em nhá. Các chế rất là tội nghiệp em luôn ở đây. Cái mã này cũng rất là xinh luôn, trời ơi, cái này nó là dáng. Đây nha mọi người, sẽ được tặng kèm một cái, nói chung là một cái áo khoác ở ngoài để mọi người có thể mặc. Đây là cái mã này này, được tặng kèm một cái thổ cẩm này rất xinh này. Mọi người này, một cái váy len cho em này. Một cái váy len đen cho em và mọi người sẽ được. Đây rất xinh này. Đây nha, cái này kiểu nó là xẻ lên như thế này đây. Hình như kiểu nó như này, đợi tí em mặc cho mọi người xem. Cái váy len này kiểu nó rất lạ này. Em đã nhìn được mẫu mặc cái váy len này rồi. Kiểu nó rất xinh, chờ em xíu em mặc cho mọi người xem. Mã 41 cho em này. Đừng nha, váy len xẻ nhưng kiểu nó sẽ mặc như này ạ. Chờ em xíu em mặc cho các chế xem. Váy len đẹp quá. Trời ơi, 41 kiểu nó rất xinh nha mọi người. Đây từ này. 41 mọi người đừng comment trước nha. Em quyết tâm bán hết đống 1 đi đã. Không 1 lúc sau lại lười lắm luôn em nhở. 41 cho em này. Kiểu của nó rất xinh nha mọi người. Đây này. Kiểu của nó rất đẹp. Đây 341 mọi người mặc như này cho em nha. Đây ạ, kiểu nó như này đây ạ. Cực kỳ xinh ạ. 341 comment 341 cho em này. Mã này bán cho em luôn ạ. Mã này bán cho em là 80.000 này. 80.000 cho em này. Chị Nguyễn Hải đâu anh đưa chị Nguyễn Hải đâu? 41 chốt cho em này. 41 chốt cho em chị Thanh Thiên có hàng này. Mã này mặc rất xinh luôn ạ. 41 cho em chị Thanh Thiên có hàng này. 41 chị Thanh Thiên có hàng. Set này mặc rất xinh, rất lạ. Kiểu này mặc lạ cực kỳ luôn. 41 chị Thanh Thiên có hàng 80.000 thôi. Nhìn cho em này, lên set tiếp cho em này, toàn bộ đều là set. Set cho em rất đẹp, anh bảo hôm qua rồi còn gì. Đây, một cái set cao cấp luôn này. Cái set này là, ủa, set này đẹp xuất sắc đấy. Set này ai nhanh tay thì được này. Một cái set yếm, ôi. Set này hàng xuất sắc luôn này, một cái set yếm cho em này. Cực kỳ đẹp, cái set này cao cấp thực sự đây mọi người này. Em không biết là có vừa size em mặc không. Cái này size M, em ơi, chẳng nhẽ em phải giảm cân em mặc cái set yếm này. Đây, cực kỳ đẹp luôn, cái set này rất đẹp, size M cho em này. Siêu sang chảnh luôn, 100.000 một set này cho em này. Cái set này ai mà nhận được thì quá là đẹp luôn này. Mọi người nhìn cái form yếm mọi người đã biết này, cực kỳ đẹp, size M cho em 48, 49 cân mặc ok cho em. 100.000 một set cho em, set này ai mà nhận được thì quá may mắn luôn ạ. Mã 42 cho em này. Mã 42 cho em, mã 42 cho em này. 42 cho em này. Ai? 42 Mai Chua đẹp xuất sắc ạ. Mai Chua cho em 100.000 cái set này cao cấp thực sự đấy ạ. Cái set này nó còn một set cao cấp cho em mọi người nhá. Đây này, toàn bộ đều là hàng hot hàng. Hàng siêu phẩm cho em, cái này là trong một cái set kia. Đây. Một cái áo Givenchy rất đẹp này. Áo Givenchy rất đẹp này. Mã này nó là dáng áo váy mọi người nhá. Nó là dáng áo váy này.
Mã này nó là dáng áo váy, mã này bán cho em 90.000 này. Nó là dáng, ủa mã này chẳng nhẽ em giữ lại mặc, mọi người mặc cho em bên trong dấu quần form đi bốt cà dài này rất xinh luôn này. Mã này cho em này, 43 cho em này, mai chưa xin số điện thoại cho em này. 43 cho em 90.000 này, cái mã này trước kia chưa lạnh em còn bán 100.000. Mã nhờ hôm nay mẫu 1 em bán cho mọi người 90.000 nữa đấy. Cực kỳ xinh, 43 cho em 90.000 này. Nhanh tay thì còn các chế. Lên tiếp set cho em này, toàn bộ đều là set cao cấp xinh kinh khủng khiếp luôn ấy ạ. Set này rất đẹp, một ổ, set này đẹp. 43 chị Thư Lê có hàng này, tiếp cho em một cái set này cũng rất đẹp này. Cái set này cho em đây của mọi người nhá. Cái set này là set len này. Mọi người sẽ được tặng kèm cái set này, mọi người mặc lên thì cực kỳ xinh luôn. 43 90.000 Thư Lê cho em này. Thư Lê có hàng ạ. Đây ạ, mã 44 cho em ạ, mã 44 cho em một cái set len nha mọi người. Mã 44 cho em này, một cái set len này. Đó, sau đó mọi người sẽ được tặng kèm một cái đai ở đây nữa, rất là đẹp. Em thấy cái dây đai này cực kỳ đẹp, dây đai pha trắng này. Cái set này 100.000 cho em này. Cái set này form mọi người form to, những ưu tiên các tình yêu form to ạ. 44 đúng rồi chị Thu Đỗ. Và bạn sẽ đẹp, 100.000 cho em. Cái set này rất đẹp, màu của nó cực kỳ xinh luôn ạ. Đây, đây này, chị Thu Đỗ này. Đây, màu rất đẹp nha. Cả set cho em này, cả yếm này, nó là set yếm nhá. 100.000 cho em chị Thu Đỗ này. 4 mấy đây? 44 cho em chị Thu Đỗ này. 44 cho em chị Thu Đỗ này. Rồi anh không cho em để cúi lúc xong nó rơi ra, không phải lỗi của em đâu nha. Dạ, nhiều cúi rồi nha, cúi mới á. Cái này có một cái đai rất đẹp. Mới hết rồi. Ai bảo anh là hết rồi, kia kìa, nhìn em nhìn kia là biết nhờ. 44 chị Thu Đỗ này. 100.000 cho em. Toàn bộ set rất đẹp, mọi người từ từ, mọi người đừng đi đâu vội nha. Chờ em cứu em lên set cho mọi người. Đây nữa này. Cái này là cái áo len rất xinh. Em xem cái màu của nó ở đâu đã. Anh đưa cho em cọc, cọc lẻ, em bán cọc lẻ tốt tại đây. Một cái khoác len cho em này, khoác len này comment hộ em mã tặng đi ạ. Khoác len này cũng rất đẹp, cái vặn thừng hôm qua nó bán rồi nhưng hôm nay chia sẻ livestream mạnh tay cho em xem bao nhiêu là chia sẻ được. À thôi, bây giờ mà chia sẻ đấy có nhờ. Mã này cuối livestream tình yêu là chia sẻ nhanh tay nhất, em tặng cho mọi người một cái khoác này nhá. Chứ bây giờ mà chia sẻ mà đông lên thì em không bán được mẫu 1 mất. Mã này cuối livestream thì nữa em tặng cho mọi người cái áo khoác len này rất xinh này. Thì nó cuối livestream nhá các chế. Lên cho em cái này một cái khoác len nữa. Nhưng mà cái khoác len này không tặng, khoác len màu đen cho em bán 85.000 cho em này. Rất đẹp cái khoác len này, tôi khỏi nói nhá. Khoác len này rất đẹp luôn này. Khoác len lỗ luôn này. Ai? Khoác len lỗ cho em luôn này. Thơm Jerry ơi, em bảo tí nữa inbox cho em đi. Khoác len lỗ cho em 85.000 màu đen này, mã bao nhiêu đây? Mã 45 cho em này. 45 cho em, 45 cho em, 45 cho em. 45 cho em này, 85.000 này. Ok, Lan Anh Trần luôn này. Mã đây đen rất đẹp luôn ạ. Ok hết cho em. Mã 46 cho em là một cái váy len màu này cực kỳ tây luôn. Lên cho em mẫu 1 đi anh, đưa cho em cái mẫu 1 đi. Đây. Không, cái mẫu 1 này, cái mã này, cái váy này. Ừ, cái này của livestream, cái váy này ai mà nhận được cực đẹp này. Mã váy này bán cho em là 80.000 đi ạ. Váy len này mọi người nhìn độ em chất len ở dưới này rất đẹp này. 80.000 cho em cái váy này, còn sót một chiếc ạ. Mã bao nhiêu đây anh? 46 cho em này, 80.000 này. 46 cho em 80.000 này. Ô bút này nó đâu mất rồi. 46 cho em 80.000 này. Ok, 46 cho em, 46 này. Ok, 46 chị Nhung đẹp, mã chị Nhung ơi, mã này này đẹp này. 80.000 mã này mặc kiểu form dấu quần rất đẹp. À đâu, chết nhầm 46 nhỉ. Sorry sorry chị Nhung. 46 chị Thu Đỗ cho em này. Sorry chị Nhung, chị chốt mã 45. Thu Đỗ cho em này 80.000 này. 46 sorry chị Nhung, ok, mã này hết cho anh lên mẫu 1 cho em đi này. Mẫu 1 toàn bộ mẫu xinh, mã này một cái váy len nữa này. Đây, ôi cái váy len này siêu phẩm luôn. Không nói nhiều luôn ạ, cái váy len này rất đẹp ạ. Váy len này mặc cực kỳ tây luôn này. Mã này cũng chỉ bán cho em 90.000 thôi. Váy len này form dáng rộng nhá, ưu tiên các tình yêu thích form dáng rộng nhá. Em nói luôn, không mọi người lại bảo em để cho mọi người form to thì chết. Đây này, mã váy len hình như chị Thu Đỗ có một cái này. Mã này mặc xong rồi đi bốt cổ ngắn rất đẹp này. Mã bao nhiêu đây ạ? 47 cho em này. Form này ưu tiên các tình yêu thích form dáng rộng nhá. Em thích lấy len dáng rộng. Ai? 47 cầm bên phản có hàng này. Với ai ngay? Đẹp lắm, váy len này 90.000 cho em thôi. Mày ưu tiên các tình yêu này, 47 này. Cẩm Uyên Phạm có hàng, chắc chắn mua hàng nhá tình yêu ơi. Cẩm Uyên Phạm cho em này. Bao nhiêu đây nhỉ? 90.000 này, ok này. 47 Hà Vũ có hàng này. Đẹp lắm luôn này. 47 này, Hà Vũ cho em này. 90.000 này, hôm nay bán rẻ cho các tình yêu luôn ấy. Đây, một set nữa cho em, đẹp lắm. Cái này á, cái set này ai mà nhận được thì chỉ có gọi là mê lê tê nhê thôi. Đây nhìn của em này, toàn bộ đều ổ kéo lên. Thế áo len mà ai nhận được thì quá gọi là ưng luôn. Cái set này em nói thật người luôn, cái set này cao cấp luôn cho em đấy. Cái chân váy này là cũng là chân váy dạ cho em này. Nhưng cái set này mọi người mặc size form rộng cho em nhá. Mã này mọi người 55 cân mặc đẹp cho em này. 55.000 cho em này. Mã này rất đẹp luôn này. 100.000 một set. Ủa riêng cái áo mọi người mua ở ngoài đã phải tầm khoảng 250 rồi. Cái này đẹp lắm luôn. Mã
348 cho em này. 348 cho em cực kỳ xinh luôn, nhanh tay thì còn cái thế. 48 chị Nhung còn này. Cái chân váy hơi rộng chị Nhung nhá, chị Nhung mặc cái mã cái này. Nếu mà chị Nhung lấy thì em để cho chị Nhung. Chị Nhung có lấy chân váy không chị Nhung ơi? Chứ cái áo đẹp, cái áo thì đẹp lắm, cái áo thì lạ lắm chị Nhung. 48 này. 48 chị Nhung có lấy chân váy không chị Nhung ơi? 48 xinh lắm. 48 cho em này. Em cứ ghi chị Nhung nhá, cái chân váy chị về sửa cho em bởi vì cái áo này xinh lắm, cái áo chất đẹp ấy. Ok, chị Nguyễn Hải cho em nha. Đây này, một cái set lông thỏ. Thực ra đây là cái set này em chỉ bán cho mọi người duy nhất thôi, chứ còn lúc sau em sẽ bán riêng ra, chứ còn nếu không bán cái này là chung là em lỗ vốn. Cái set lông thỏ này rất đẹp này. Nhìn của em này, cái set lông thỏ này 100.000 cho em bán là em lỗ vốn đấy, bởi vì cái lông thỏ này em nhập rất cao. Cả một cái set cho em này, mã này mặc cực kỳ đẹp luôn này. Mã này rất đẹp. 49 cho em một cái set 100.000 này. Cái riêng cái chân váy này mọi người mua ở ngoài đã đắt rồi, chứ không nói gì đến cái chuyện đây. Mã chân váy này, cái set này mặc vào thì mùa đông hoặc Noel mà đi thêm mẹ một cái ấy vào nữa thì đúng kiểu cô bé mùa đông luôn đấy các chế. Đây, mã này mặc rất xinh nhá mọi người. Chân váy mọi người có thể mix với cả áo len khác cũng được. Một cái set lông thỏ này em rất là thích. Đây, rất là đẹp này. Cái set này rất xinh luôn mọi người nha. Cái set này siêu siêu xinh luôn á các chế. Cái set này siêu siêu xinh luôn á. Thế nên là em để cho mọi người ba bốn mấy đây. 49 cho em này, rất đẹp này. Cái này là chỉ nguyên này. Cái này Givenchy vừa rồi, là ai lấy Givenchy thì comment của em Givenchy nữa nhá. Mã 50 cho em này. Ừ. Eo ơi, tại chỉ 49 cho em, 49 Trần Chi có hàng là ưu tiên lắm đấy. Chị Trần Chi. Báo không phải mã này lỗ vốn luôn bởi vì cái áo lông thỏ nó rất đẹp. 49 Trần Chi có hàng này. Mã 50 là Givenchy nhá, đỏ này. Mã 49 Trần Chi có hàng, cái chân váy đẹp. Em thích cái chân váy này lắm bởi vì mùa đông đúng kiểu mọi người mua tặng cũng được ấy. 49 Trần Chi có hàng cho em này. Ơi. Givenchy là 50 cho em nhá, dáng vợ rộng form này mặc cực đẹp này. 49 cho em này. Trần Chi có hàng này. Bà Trần Chi vừa luôn á. 100.000 một set này. Còn mã 50 này em nói thật Givenchy em không dám mặc, bởi Givenchy mặc rất là cao cấp luôn. Thề. Cái mã này nó là chất mỏng thôi, nhưng mọi người mặc mùa đông xong mọi người đi hộ em cái đôi bốt cao này. Mặc nhá, bởi vì nó là đến đùi, mọi người mặc bên trong cho em một cái quần váy hoặc mặc cái quần legging ấy. Mà quần legging mà giờ màu ấy đẹp xuất sắc, 50 đẹp lắm luôn. 50 này, Phạm Diệu Anh đi. Mã này bà bán bao ăn luôn. Em để ở Phạm Diệu Anh này. 50 Phạm Diệu Anh Givenchy mặc cái đi đôi bốt thì thôi mê luôn. Nó không dày nhá. Mã này em bảo, mã nào em bảo dày là dày này, Phạm Diệu Anh này, 90.000 này. Mã này em bảo dày là dày, mã nào không bảo dày là không dày luôn, nhưng mà rất đẹp, mặc cực kỳ ăn đây này. Nhìn của em cái mã này rất đẹp này. Một cái mã nữa. Mã mẫu 1 gần như toàn bộ đều là hàng cao cấp luôn này. Một cái váy cho em này, rất cũng rất xinh. Cái váy này mọi người mặc cho em bởi vì nó là dáng dáng cổ này đồ thì mọi người mặc. Đồ hè còn đầy. Đồ hè còn đầy Yến Lê ơi. Để mấy hôm nữa nóng nóng em lên một buổi đồ hè này. Mã này rất đẹp, cũng 90.000 cho em, và không biết bán bao nhiêu tiền đâu. Mã này 90.000 cho em, mọi người mặc bên trong một cái áo sơ mi cực kỳ đẹp, sơ mi trắng cho em này. Mã 51 chị Trần Chi luôn này, rất đẹp. Mã này mọi người mặc sơ mi cho em. 51 này 90.000 thôi. 51 này 90.000 cho em này. Đưa cho em cọc 1 thôi, em xả nốt mấy cọc 1 đấy đã. 51 này Trần Chi luôn đúng không? 90.000 này. Mỗi cái len này em không lái được mấy bởi vì rất cao cấp luôn đấy mọi người. Đây lên chưa cho mình. Đây này. Cái set này là một cái set nỉ cá hay sao? Đúng rồi. À đây, đúng rồi, đúng rồi. Ai mà nhận được cái áo này rất đẹp này. Hi, cái áo này rất xinh. Nói chung là chất nỉ của nó thì em thấy nó cũng bình thường. Nó cũng không phải là gọi là quá ấy gì cả. Đây, cái này cho em là ủa. Cái set chân váy nỉ cho em rất là xinh này. Cái set này dành cho những chế nào mà thích kiểu baby cute, phô mai que. Trời ơi, cái này của nó là cái túi nha các chế. Cái này của nó là cái túi nha. Mã này cho em này, size S cho em, cái form này size S cho em. Cái set này xả cho em 55.000 đi. Cái set này xả cho em là 55.000 nha. Set này xả cho em 55.000 này, rất xinh. Một set luôn, cả một set luôn. Size S dành cho các chế nào thích kiểu baby cute. 55.000 cho em áo cá này, chất của nó bình thường nhá. Mã 52 à? 52 cho em này. Size S nha các chế. 55.000 cho em cả một set này luôn này. Bởi cái chất em nói luôn là cái chất của nó là chất kiểu như là ấy. 52 cho em này. 55.000 này mọi người mua về cho bé cũng xinh. Ai? Ai? Phượng ớt, ok Phượng ớt này. Bao tiền nha? 55.000 đó. Đây lên tiếp cho em này. Thực ra cái áo khoác này em không muốn bán đâu. Mã này rất đắt luôn này. Đây, mọi người nhìn. Mã này rất cao cấp và rất đắt luôn này. Mã này em nói thật mọi người luôn, mã này em mà bán thì em sạc nghiệp mất bởi vì mã này rất cao cấp. Ủa ai vậy anh? Đây mã này cực kỳ xinh này. Đây. Eo ơi thề, cái mã len này đẹp lắm luôn đấy mọi người. Chất của nó mọi người giặt ra em nghĩ nó sẽ mềm đấy, nhưng mà ở đây này, form dáng đứng cực kỳ đẹp. Mã này bán cho em 100.000 này. Eo ơi mã này đẹp xuất sắc luôn, mã này đẹp lắm luôn ấy. Mã
Mã đẹp nhỉ? Trời hết giữ lại mặc. Mã này cực kỳ đẹp luôn, chị nào mà nhận mã này thì quá là ưng luôn. 100.000 cho em. 100.000 cho em mã 53 này, mã này cực kỳ cao cấp luôn này. Mặc ở ngoài nó như kiểu một cái áo dạ luôn ấy, nhưng nó là dáng kiểu em nghĩ nó là dạ ép. Chất rất đẹp, trời mã này xinh quá. Sang chảnh xá man, mã này mọi người mặc bên trong áo len cao cổ hoặc là mặc bên trong áo len nhá. Xong quàng một cái khăn ở đây này. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Phương Phương cho em đấy. 53 Phương Phương có hàng. Ồ, cái mã này còn sót một cái. Nhớ không, em cuối livestream tặng cho em một cái áo xanh nhá. Nhưng cuối livestream bây giờ mọi người mà chia sẻ á, 53 cho em chốt ai đây? Chắc chắn mua hàng chốt cho em nhá, 53 này. Anh khóa xe chưa đấy? Phương Phương cho em 100.000 này, cái mã này rất đẹp. Nó giống kiểu dạ ép ấy mọi người ạ, à, xinh lắm. Nào lên mẫu 1 nào. Nào cái mẫu 1 cho em này. Rất đẹp nhá mọi người, toàn bộ hàng rất xinh này. Đây áo khoác này. Cái mẫu này nó là áo khoác gì ấy, đợi em tí này. Nó là áo khoác váy hay sao ấy. Đây cái mã này nó là một cái mã cổ này. Váy dáng cổ cho em ở đằng đây của nó có một cái gọi là cái đai. Nhưng mà thực ra em thấy cái đai của nó chỉ là đẹp thôi hay sao ấy, nó cũng không phải là kiểu ấy đâu ạ. Mã này cổ len cho em này, mã này bán cho em là bao nhiêu đây ạ? 75.000 một cái này. Đây mọi người nhìn này rất xinh này, cái mã này rất đẹp, nó là dáng váy nhá. Cái này nó là dáng váy cho em này, áo dáng váy form rộng cho em mã bao nhiêu đấy? 54 cho em, ưu tiên các tình yêu form rộng nha, 54 cho em này. 54 cho em này. 75.000 này, màu rất xinh. 54 ai nhận được cái này rất ưng này. Em bán rẻ cho mọi người thôi. 75.000 thôi. Cái đẹp. Rất đẹp, mã này rất đẹp. Ai nhận được mọi người nhìn là mọi người biết này. Ô cái này không phải đâu. Cái này là cọc, không phải con nhà mình. 54 cho em này. Thế làm sao lại có cái áo gì đâu. Là... 54 cho em này. Ai? Phạm Diệu Anh này. 15. Ok, thủy thí một cái anh hết này. Mã này mặc cực kỳ xinh luôn. Cái mã này mọi người em khuyên thật mọi người nên mua cái đôi bốt đi rất thích. Thế thì cái cọc này là cọc có cái váy len, không phải cọc mình, không phải cọc chọn nấy rồi. Đây, là thì một cái váy len nữa này. Váy len cho em này, bán cái váy len này cho em bao tiền đấy ạ? Rất xinh này, cái váy len này xẻ hở ấy cho em này, mọi người tùy mọi người mặc nhá. Rất xinh này, đằng sau của nó là cái váy len này, các thể chế tầm khoảng 49-50 cân, mặc cho em mã 55 này. Bán cho em 50 cái váy len này đi, siêu phẩm luôn. Váy len này siêu phẩm luôn này. Thực sự ai nhận được cái váy len này rất đẹp này. 55.000 cho em. 55.000 cho em mã này nó bao nhiêu đây? Mã 55 luôn, 55.000. À chết nhầm, 50.000 đi. 55 nhưng 50.000 này, mã này mã khác chứ không phải nhà mình. Đây một mã nữa này, cái mã này y như là cái hàng Zara luôn, rất đẹp này. Quách Thanh à. Mẫu 1 nên em ấy bán khổ sở như này, nhưng mà nếu gặp em không chốt khổ sở này đâu các chế. Ôi dồi ôi, tí nữa như này thì gặp ốm. Có thể bảo gặp luôn. Đây mã này rất đẹp này, nó giống như kiểu hàng Zara luôn, cực kỳ xinh này. Năm nay Zara cũng cổ đen trắng, cái tay của nó còn đẹp hơn, cái tay của nó là tay rút. Mọi người muốn mặc nó rút đến đâu thì mọi người sẽ rút đến đấy, này rất đẹp luôn này. Tay rất đẹp luôn, mã này bán cho em là 70 này. 70 cho em mã này. Một cái áo rất xinh. 70.000 cho em một chiếc này. Còn mẫu 1 khổ thân em thế đấy. Mã 56 cho em này rất đẹp. 70 này. 70.000 cho em này, chốt cho ai đi anh. Còn khoác đấy tình yêu, đợi tí em lên. Mã 56 chốt cho em này. Nhanh nhanh tay, nhanh tay, nhanh tay, nhanh tay, nhanh tay. Ai? Phạm Thị Oanh nhá. Phạm Diệu Anh cho em này, chắc chắn nhá chế. Xả hàng một lần là em hờn rồi nha. Đây này. Đây cả này đẹp cho từ anh nhá. Đây lên khoác này. Ôi bông thì que. Trời ơi các chị ở Việt Kiều Úc còn bo nữa là Phạm Diệu Anh đây. Cái mã này rất đẹp này. Mã này cho em có cả một cái khăn để mọi người, nói chung mọi người để như này cho đẹp đấy. Em nghĩ như vậy. Cái mã này nó là màu xám cho. Mã này mọi người mua tặng mẹ thì đẹp này, còn hai cái em bán cho mọi người nốt ra 65.000 đi. Kèm tặng khăn nhá. Đây. 65.000 cho em mã này, mọi người mua tặng mẹ đi đâu mà mặc hợp này thì nó hợp này. Chất cũng rất đẹp nhá. Đi đâu mọi người mà mặc đi đâu ấy, có một cái khăn ở đây mọi người quàng ở đây cũng xinh này. 57 cho em này đấy, mọi người nói chung là cái khăn này em quàng thì hơi quê tí. Thế là mọi người về mọi người biết cái quàng mọi người quàng cho em quàng thêm lần nữa. Đấy. 57 cho em này, mọi người mua tặng mẹ cũng rất xinh này đấy, có một tặng kèm một cái khăn này. 65.000 cho em mã này. Áo rất dày dặn nhá, 57 cho em này. 65.000 cho em này.
57 cho em 65 gì đấy. Đang ở bán đây này là ăn cháo này. Thúy Thúy có hàng mới mua tặng mẹ nhá, kèm với khăn rất xinh này. Lan Anh Trần có hàng. Ok 57 Lan Anh Trần có hàng này, 65.000 thôi. Màu khoác này chất rất mềm nhá mọi người nhá. Nó là dáng kiểu len lông ấy, đẹp lắm, chất mềm lắm. Chú áo khoác nhà em, áo len nhà em thì khách nhận hàng thì thôi. Còn ít thì không ưng lắm. 50 mấy đây? 57 cho em Thúy Thúy này. Lan Anh Trần. Ờ à, 57 là Lan Anh Trần này. Ờ 57 Lan Anh Trần. Theo cộng là lẻ nhưng mà đưa cho em bán nốt. 57 Lan Anh Trần cho em thôi, dừng clip thôi. Chứ nhiều lắm rồi còn phải làm nữa. Sao mà chưa. Sao để ra ngoài. Từ từ 57 Lan Anh Trần này 65.000. Ok. Đấy đi. Đấy đi. Đây mã này là còn một chiếc của cái váy đẹp lắm. Cái váy này em mà mặc vào thì đảm bảo là hot luôn này. Cái váy này rất đẹp này. Cái váy này rất đẹp luôn này mọi người nhá, rất cực kỳ đẹp luôn này. Cái váy này cũng bán cho em là 90.000 một cái này. Áo dạ có đây, lấy cho em cả áo dạ đi. 5 cái áo dạ thôi là dùng lít. Cái này rất xinh này, màu này đẹp quá. Mã này mọi người mặc xong đi bốt cổ ngắn lên này. Màu này rất xinh nhá, phong phong dáng rộng nhá, nói luôn cho mọi người biết này. Em ơi em sợ cái chị kia quá, chị vào chị bảo em là toàn dồn cho khách size XL. Trời ơi còn muốn có size XL mà không có này. Váy này rất xinh này, mọi người mặc xong rồi thẹn cắt thắt kèm một cái đai rất xinh luôn này. Cái mã này mặc form dáng rộng cho em mã năm mấy đi chả nhớ đâu. 90.000 này, mã này màu xinh cực kỳ luôn này. 58 cho em này, 58 cho em nhá. 58 cho em này. 58 cho em này rất đẹp, 58 cho em này mặc với cả quần leg rất đẹp. 90.000 này còn sót một cái. 58 cho em này. 58 cho em này, trời ơi. 58 ok, mã này form dáng rộng nha tình yêu. Thơm Jenny để có hàng là 90.000 thôi ạ. 90.000 cho em này. Ok, 58 em hết. Ok, lên cho em dạ, dạ nhá. Có cả màu hồng với cả màu đen, mọi người tùy mọi người chọn nhá. Em lên hồng trước nhá, dạ 160 cho em này. Nói chung là mùa này thì ít khi dạ đẹp lắm, còn mấy chiếc thôi, cái dạ này như hết rồi. Dạ này còn tầm chắc còn tầm khoảng mười mấy chiếc là hết thôi. Ừ, mã này 160 cho em này. Riêng dạ 160 này em áp dụng các chế mua hàng, bởi vì có cả màu hồng màu đen, mọi người comment kèm màu cho em nhá. Cái dạ này form dáng free size cho em dưới 58 cân là mặc ok nhá. Cái này là size L đấy mọi người. Nói chung là nó là free size, thấy dạ nó cũng free size, nó cũng không ấy đâu. Cái size của nó mọi người mặc tùy mọi người này, nhưng cái size này là size form size L. Mọi người đừng nhìn thấy nó ghi vào đấy là mọi người nghĩ này, cái dạ này rất đẹp luôn. Em thật mọi người cái kiểu dạ này cực kỳ sang chảnh luôn này. Mũ của nó có thể mũ của nó em là 55kg, em mặc là hơi rộng một xíu, nhưng các tình yêu thích mặc form dáng rộng nhá. Mọi người thích mặc form dáng rộng mọi người mặc nhá. Cái này dưới 60 cân mặc ok cho em này. Dạ này rất xinh này, size L dạ rất xinh này. Có cả màu hồng màu đen cho em. Mã dạ này bao nhiêu đây? Dạ này đẹp lắm mọi người ạ. Dạ này cao cấp cho em có 160.000 thôi. Thực sự tốn trước không có hàng mà bán này. Dạ này bao nhiêu đây? 59 cho em mọi người mặc. Nếu như cái dạ như này mọi người mặc form ok ok chị Thu Đỗ. Như Quỳnh có size bé mà ta. Không biết là có size của Như Quỳnh không được. Cái dạ đẹp lắm luôn đấy mọi người mặc không mặc cái dạ này hơi phí đấy. Không có size của Như Quỳnh đâu, cái dạ này không có size đâu. Cái dạ này á đẹp xuất con nhà bà sắc luôn. 59 Hồng Mơ có này, cái dạ này cao cấp luôn đấy mọi người. 160 một cái trời ơi. 59 Hồng Mơ này. 59 chốt cho bạn Hạnh giúp Vi một cái này. Có đúng 3 màu hồng thôi. 59 này, hồng mơ này. Anh ơi có 3 cái ok này. Hồng mơ cho em này. Chờ bao nhiêu nhỉ? 169 này. 59 Lan Anh Trần này, 59 Lan Anh Trần này. 59 này Lan Anh Trần này. Mã này xuất sắc luôn đấy ạ. Đây. Hàng Quảng Châu cho em nhá. Là bao nhiêu nhỉ? 160.000 này. 59 Hạnh Rupi em có hết này. Dạ đẹp thực sự đấy mọi người ạ. Dạ này dạ ép nó kiểu rất là sang chảnh luôn. Cái này không có túi đâu, anh lấy túi cho em này. 59 Hạnh Rupi cho em là em hết này. Cái mã này hôm qua có cái áo của nó mà không có. 59 Hạnh Rupi cho em là em hết này. Hạnh Rupi xin số điện thoại cho em này. Em dừng clip nhá các chế. 59 này. Có bay lớp bay cho bay lớp bay một cái. Hạnh Rupi 59 này, đẹp xuất sắc luôn. Ừ, chờ tí, thế thì tí nữa Melanileo em qua lúc nào em bảo mọi người nhá. Hạnh Ruby Tyler này, Hạnh Ruby xin số loại Ruby này. Bao nhiêu đấy? 59 160. Hạnh Ruby này, 160 này. Rất đẹp. Hết cho em mã này. Mã này có một cái cho bay lớp bay đây. Mã này comment tặng giúp em này.
hết cho em, tối em livestream tiếp nha các chị. Tối em soạn cho mọi người có cả váy với set, nhiều hàng xinh lắm. Linh Hồng ơi, có len mông togi đấy, tối em lên len mông togi cho mọi người mặc bên trong áo khoác nhá. Một cái mã len kết cho em, comment một mã tặng cho em này. Chia sẻ livestream nhiệt tình cho em nha. Tí nữa tôi xếp xong tôi gọi nha Mela Lê ơi. Đây, một mã len tặng cho em này, một mã len tặng cho em rất đẹp này. Đây len tặng, em tặng mọi người len đẹp luôn đấy ạ. Len tặng là len lỗ lên cả buổi livestream đấy mọi người ơi. Len tặng cho em này, comment của em một mã tặng. Chia sẻ livestream nha, bây giờ mọi người mới chia sẻ livestream cho em này. Áo đó hôm qua chị mua mà không được đấy. Đấy thì hôm nay tặng luôn đây này. Tặng luôn cho em mã này này. Chốt tặng cho em, mọi người chia sẻ 10 lần, comment của em 10 lần nha, 10 lần comment của em mã tặng này. Comment tặng cho em mượn điện thoại. Comment của em một mã tặng này, comment của em mã tặng nha các chế. Comment tặng cho em này. Tối em lên nhá, còn nhiều mẫu đẹp lắm luôn đấy ạ. Xong, comment chốt tặng. Chốt tặng cho em này, cực kỳ xinh này. Chốt tặng cho em này, trời ơi, comment của em tặng nha, chia sẻ livestream giúp em nha các chế. Nhớ chia sẻ livestream cho em nha. Mã này xinh lắm, mã này màu xanh rêu, rất đẹp, anh chốt tặng cho em đi. Ok, tặng chị Nguyễn Hải cho em này, ok. Tặng chị Nguyễn Hải này, chia sẻ livestream cho em rồi này, ok. Chốt chị Nguyễn Hải tặng này, mọi người yên tâm, tối em lên livestream em không thiên vị ai đâu ạ. Tặng Nguyễn Hải cho em rồi nha, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem livestream của em này. Cảm ơn mọi người rất nhiều, yêu mọi người rất nhiều ạ.